Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện cho quá trình tạo các nội dung về game nhập vai cũng như gây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh, đặc biệt là Thus ở tier chân nhân, Kat và Habaki ở tier hiệp sĩ. Bạn cũng có thể tham gia cộng đồng chơi game nhập vai Funky Dungeon Master ở trên Discord, link sẽ xuất hiện trên màn hình và cũng ở dưới mô tả và comment. Trong buổi chơi này, Thiện đã không bấm ghi hình. Cho đến khoảng 1 phần 3 buổi chơi, 2 phần 3 sau thì chúng ta có hình ảnh âm thanh bình thường. Thế nên là đây là tóm tắt của Thiện cho 1 phần 3 đầu buổi chơi. Sau một nhiệm vụ thành công, các thành viên quay trở về với căn biệt thự văn phòng thám tử nước sâu ở ngõ Chosku, cũng là nơi ở của mọi người luôn, và tiếp tục cuộc sống ngày thường của mình. Văn bận bịu sửa sang nhà cửa, Yuki lo đuổi bắt các con chuột làm tổ trong biệt thự. Mộng và Minh thì chuẩn bị nấu nướng để tổ chức một buổi liên hoan nhỏ nhân dịp hoàn thành mỹ mãn vụ án lần này, và cũng để tiêu hao hết chỗ cá đã mua được hôm qua luôn. Thế nhưng, trong tâm trí Văn và Mộng vẫn văng vẳng câu hỏi của anh Bảy, không nhớ được cuối tuần trước cả văn phòng mình đã làm gì. Minh cùng cô Mộng đi mua đồ ở tiệm tạp hóa trong ngõ Chosku về nấu ăn. Sáu đứa trẻ con nhà ông chủ tiệm tạp hóa, hay còn được biết với cái tên nhóm Lục Phiên, xúm vào ngưỡng mộ hỏi chuyện về vụ án gần nhất. Với những nụ cười ngờ ngạch và ngây thơ của bọn nhóc, chúng đã thành công khi vòi vĩnh hai người cho qua biệt thự chơi, và buổi sáng hôm ấy ở biệt thự trở nên vui vẻ, nhộn nhịp. Minh bày trò cho hội Lục Phiên giả làm thám tử phá án, còn Faye ngồi tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi của riêng mình trên mái nhà. Một chi tiết đáng chú ý là khi Văn hỏi bọn Lục Phiên có biết cuối tuần vừa rồi văn phòng đã làm gì không, thì bọn chúng thuật lại lõm bõm. Hình như cuối tuần trước văn phòng đã đi điều tra một vài thứ ở dưới quận cảng. Tới trưa, mọi người cùng nhau liên hoan tiệc thịt nướng linh đình được nấu bởi cô Mộng. Nhậu. Ủa? Nếu ở đây ăn ở ngoài sân, thì tường đâu ra mà đúng? Ông bật vô nhà. Mình ơi, dưới cái tủ dưới vòi nước có như có mấy chai sữa mới ạ. Mới mua hôm qua. Đúng không ta? Hôm qua ta trên phố phải tâm có mang ra mà cho mấy đứa với. Đem sữa ra cho mấy đứa Lục Phiên uống. Xong quay qua nhớ đúng tủ nhá, tủ trái nhá, tủ phải là chua rồi nhá. Sữa chua nữa. Chua mà gì? Chua mà có không giữ lại đó. Thì trời đất ơi. Văn nó sẽ quay qua nói với cái bàn ở phía trên là chắc sau bữa này tôi sẽ phải lên cái đồn để nhờ hỏi cái tên cầm đầu của bọn chúng có một số việc. Tên cầm đầu nào? Này, à, cái thằng quá hả? Quay đi vô. Ủa? Em cũng là người trong văn phòng mà sao em không được nghe? Tao đi lên đây. Nè, sao? Nói tiếp đi xem nào, thằng nào cơ? Cái thằng mà hôm qua chị đập vô đầu đó đó. À, anh Liều. À, tên là Liều. Tao tưởng phải giải áp giải các kiểu xong ấy chứ. Em không biết, mong vẫn còn ở đồ. Mày định hỏi gì? Mấy thứ em đang khó hiểu về việc một số việc ở đó. Để tìm hiểu ra rồi sẽ nói mọi người. Mày định đổi thân à? Không, thần phải chọn em không chọn. Em được chọn. Chú Văn muốn làm Warlock hả? Không. Warlock không? Mình có biết cái từ Warlock không nhỉ? Chắc là không. Có chứ nhờ. Mình biết class của mình mà. À, cũng được. Thật ra mày có thể thần vừa chọn mày vừa chọn thần được mà đúng không? Ý là hai người khác nhau. Theo lý thuyết thì được, nhưng em sẽ không làm được. Chắc à? Nhưng mà chị đúng rồi, chị thấy nó có giống như là cheating không? Nó như kiểu mình đã yêu một người rồi, xong mình sẽ yêu thêm một người nữa. Mình bảo là đâu? Tôi yêu các em như nhau. Đâu, kia là người kia yêu mình, xong mình yêu người khác mà. Nó là cheating đó. Chị có thử ngủ không? Chị bỏng ngủ không? Chị bỏng ngủ không? Mày phức tạp của mẹ. Thôi em đi dắt tụi nhỏ về rồi mình bày công chuyện xong nha. Dắt tụi nhỏ về đi. Về nhà nha. Về nhà. Đừng nhắc tụi nhỏ đi chơi. Em đi gói đồ ăn lại để cho cái con bé mà không được đi với lại bố của nó nữa. Tao mà dắt tụi Lục Phiên về nhà. Thế thì lấy mấy ít đồ còn nóng nóng trên bếp à? Ngoài này nguội hết rồi. Hết rồi. Đồ thừa về cho khách một giờ, đồ ở dưới thẳng. Yuki chạy vào lấy mấy cái lọ sữa không chạy ra. Không biết là lọ sữa mình có lấy đúng hay không, nhưng mà cứ lấy đã.
đây 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 còn cả sữa nữa nha. Thôi Yuki, sữa đó chị giữ uống đi cho cơ bắp. Từ nhỏ không cần cơ bắp đâu. Uống sữa là nhiều canxi. Từ nhỏ mới cần nhiều canxi, mình lớn rồi. Hay dạ. Các hiện tại mọi người có đang uống rượu không nhỉ? Có. Có đúng không? Mình chân thì vẫn sẽ rượu. Cái đấy cho mình hỏi tí là nhà mình với nhà của ông Han gần nhau không? Bên cạnh. Đứa bờ. Của Han là uống cùng Linh ăn chay nhưng uống rượu. Rượu có đồ chay mà. Ăn thịt cũng cần thiết. Hợp lý. Có nhà có gần không để mình đi rủ ông Han đang uống cùng? Nhà kế bên á. Ok. Sang lôi cổ thằng Han ra. Đây, rượu của anh đây. Đòi hỏi mãi. Ây à, ôi à. Vậy là cuối cùng cũng không chịu uống rồi à? À ok. Đi. Tao mua nha. Ngồi xuống ở đấy. Chào anh, chào chị. Đi vào văn phòng rồi chào mọi người kìa. Báo cổ Han đấy, nhiều thân thiết lắm. Thân thiết thật. Cho Yuki cũng có quen Han. Hello. Chào Yuki. Rõ đây khỏe không? Ôi giời, khỏe lắm rồi. Flex đúng không? Hình như cũng mới đến Yuki nhà tôi. Hình như cũng mới đến thành phố được tháng gì đấy. Thấy đấy đâu? Ôi đấy, vui lắm. Nhất là ở cái nhà tang lễ ở bên kia thỉnh thoảng cứ hay mời tôi sang, rồi là tham dự host tang lễ, cũng thấy công việc nó thuận lợi lắm. Vui mà. Host tang lễ cùng mà. lúc nào hỏi bên đấy có cần tay phụ việc không? Tôi cũng đang kiếm việc ấy. Mà chạm trả có tốt không? Hay là Yuki làm là có được trả không? Ôi, với lại cả những người đã quất thì mình cứ tùy tâm thôi. Nhà nào nhiều đám nó cũng khán giả thì người ta cũng đưa nhiều. Những đám là người ta cầu dần dần cả nhà cả cửa mua đúng cái quan tài cho người khuất thì mình lấy làm gì? Thế nghe cũng không ổn lắm. Tìm câu nào mà cái nào mà không phải bê bác nhiều, cái việc nó nhẹ nhẹ tí nhưng mà cũng gọi là đủ ăn đủ ở. Thế thì có khi là mày chơi được với lại cả cái con bé quản lý nhà tang lễ đấy. Nó dạo này nó thích PR cho cái nhà tang lễ lắm. Lúc nào cũng thấy nó đi rồi nó truyền tai với lại cả mấy cái người mà cứ làm nghề như là thám tử của mình, hay chạy vào mấy cái chỗ cũng nguy hiểm ấy. Nó cứ bảo là dạo này mọi người thế nào rồi, bên em vẫn còn chương trình khuyến mãi, mua một hòm tặng một hòm nhé. Ok, PR cho nhà tăng rồi. Nghe cũng được ấy, nghe cũng vui ấy. Cái gì không đào qua đấy. Ok nhé. Ok. Trong lúc mà kiểu Han đang kiểu mải nói chuyện với lại Sai, biết lại Yuki thì Faye mới kiểu khuyết vai thì nói cho nhỏ. Thế thì gần đây tình hình có cái thông tin gì mới không? Chuyện mà tôi hỏi anh ấy. Nó chính là chuyện về, ý là hỏi về cái đấy, cái job chung của hai người. Ok. Thế có gì mới không ạ? Tôi có định hỏi cô đấy, có gì mới không? Đấy, còn có bao nhiêu là phải báo cáo rồi các kiểu. Đấy giấy bên trên nó cứ hỏi nó ra dồn dập. Đấy, có cái gì mới? Xin đi, xin miếng. Làm gì mà làm lúc nào cũng bị kè. Cái gì mà hai bọn nó đánh nhau rồi có cái đống artifact các kiểu. Thì tìm được chưa? Bọn đánh nhau mà. Cái đây là đang nói chuyện riêng với Faye nhá. Đang nói chuyện riêng với Faye nhá. Thì cho mình hỏi lại chút, đấy là nó đang nói khi Hans đang nói về cái gì đến hai bọn đánh nhau và artifact đúng không? À đúng rồi. Sao mình không nhớ cái gì nhỉ? Ôi, tuần trước tôi với anh đánh nhau hơi nhiều thì phải. Tôi quên hết rồi. Làm việc mà chả có professional gì cả. Hiểu không? Đến tôi cần nhớ. Đến tôi bao nhiêu việc, trăm công nghìn việc đi tìm việc các kiểu mà tôi còn nhớ.
đó đấy, cái bọn Sanatai, bọn Centurion kia nó cứ chỏng nhau mà bầm thế là dưới cuộn cả ấy đó. Mà bên trên nó bảo là tìm cái gì nhỉ, keyword là Golo đó, thấy không, tôi lại còn học tiếng Anh ấy, dễ tìm việc à, tiếng gọi là tiếng Elf. Thiện có thể tai lại gõ lại cái từ đấy đâu, ôi chịu ơi. Ok, từ ngoài mình bị không biết từ ghép ấy. Golo à. Đấy, bọn nó bảo là đánh nhau có cái gì liên quan đến mấy cái đồ cổ vật hay cái gì gì đấy, nói chung là nó tên Golo. Nhìn bên trên bảo là nó có mấy mảnh các kiểu đó, nhớ chưa? Ui, chưa nhớ. Đây là rút thêm một cái cho xin cốc rượu, có thêm cốc rượu là rất là đầy cho anh Naz. Thôi tôi không nhớ nhưng mà chắc là phải nhờ vào cái sự chuyên nghiệp của anh thôi, đặt thêm một chén rượu rất là đầy cho Han. Chuyên nghiệp nó gì, nói chung là mọi người là cái bên mà văn phòng thì phải đi tìm thông tin cho tổ chức mình đấy chứ, qua cứ dựa dẫm vào cái thanh niên bận bịu như tôi thế này đó. Mà đấy nghe hình như là vài hôm trước có cái vụ gì đấy lùm xùm hai bên đấy đánh nhau còn to lắm, không biết là mọi người nghe phong thanh chưa, cảnh sát nó đang chạy hùn hùn xuống nó điều tra kìa. Ở trên chỗ dựa đồ thần đúng không? Có phải vụ đấy không? Hay là vụ nào? Không. Đồ thần là cái tượng mà bọn người đến gặp cảnh ấy mà. Cái vụ mà bảo là ở quận Cảng. Cảng à? Đánh nhau ở cuối tuần trước xong à? Cảnh sát đang chạy xuống à mà. Tôi lại không nhớ rồi, trời ạ. Ôi thế, đợt đấy. Anh có... như hôm đấy bọn tôi đang kiểu tiếp các cấp trên ở trên trên bộ công an hay sao ấy, tôi không nhớ gì cả. Thật đúng là chỉ phải, lúc ấy phải nhờ vào những người tai mắt gọi là linh động trong tổ chức như là anh thôi chứ. Quay quen một cái người mà giỏi như anh đúng là vinh dự cả đời được thôi mất. Để kể lại kỹ hơn tí được không? Ôi giời, thế chắc là trong cái thời gian vừa rồi. Tôi chỉ có bao công, trăm công nghìn việc mà tôi vẫn dành ra thời gian để theo dõi cho tổ chức của chúng ta. Như thế nhá, khi mà thấy ở quận Cảng ấy, bọn nó cứ, người dân là cứ nấm nấp lo sợ à. Bọn nó cần gần càng về khu vực miền Nam, bọn nó càng dễ đánh nhau, đổ máu như chơi. Ở đây bao lâu thành phố mà không biết à, nó diễn ra tầm phải năm nay rồi. Có biết là cái đợt đấy đánh nhau giữa mấy cái bọn nào đánh nhau, những cái bọn nào đánh nhau không? Chắc là không phải là vẫn là hai bọn Sanatai và Zentarim đâu nhỉ? Đương nhiên là trong cái đống lùm xùm đấy thì kiểu gì cũng có cái bọn nhỏ nhỏ nó đấy ăn hôi, nhưng mà to nhất thì có hai cái băng đảng đấy, nó là cả cái lý do mà chúng ta cần tìm hiểu các thứ trong thành phố còn gì để mang lại sự bình yên cho thành phố đó, cao cả. Ok, uống đi nè, cạn chén rượu này, đan sược nốc cạn chén rượu này, đấy bay sẽ tiếp tục gấp kịp cho hai lần mình học rượu. Ok, đã. nhớ nhiệm vụ chưa? Thôi đi làm đi anh. Okay. Trẻ nó cứ dục của mầm mà. Được thôi, bây giờ đang vui đang uống đi. Ok, mai tính nha, mai tính nha. Mình sẽ em gọi thoại đây. Ok. Chắc thì Han sẽ sau khi mà ăn uống xong xuôi thì Han cũng hãy cười hề hề khà khà chào mọi người. Hai mọi người. Đấy, em về nhá. Ngứa gì làm bữa nào mà vui vui hàng xóm các kiểu gọi quà ăn. Ok tí. Tính là nó tự nhiên hơn luôn á. Chị mời hay là chị có mời không? Tao biết đó là ai. Tao còn tưởng nó chủ nhà lắm. Thật đấy. Ôi hàng xóm ạ. Ok chị, hàng xóm đang riêng với nhau bao nhiêu lâu rồi? Cái thằng đó là cái hồi mà em mới lên này, thì xong rồi là em cứ đi tìm mãi cái biệt thự to vãi đài, Yuki không tìm thấy nhá. Em cứ đi tìm mãi cái biệt thự nhà mình, không hiểu ở đâu, gặp nó đi ngoài đường, nó may mà nó chỉ về nhà mình hộ đấy.
Ừ, nó có để ý đến nhà mình đúng không ta? Thằng Minh nó còn tìm đến được. Không thì đây nhá, kiểu tại vì là em cứ nghĩ là mình sẽ di chuyển đi làm công tác ở cái chỗ mà nó cũng bình thường như những chỗ bình thường lúc trước em đến á, thì em cứ đi kiểu rõ ràng cái địa chỉ này rồi nhưng mà cứ đi mãi thấy cái hàng rào ấy chả thấy cửa vào đâu cả, thế là em phải vớ một đứa để em hỏi nó mới chỉ là đấy là cái hàng rào nhà bạn đấy. Ừ, đây là lý do mày phá cái rào mày vào mày không tìm thấy cửa ấy. Rồi đã phải 2 tháng để 2 tháng lương để trả cho tiền cái rào đó, giờ có muốn phá lần nữa không? Ờ, đúng rồi, lần mà bây giờ em biết cửa đâu rồi mà. Chiều mày làm gì em ơi? Ờ, chắc em sẽ lần lại đồ tìm sao? Xem hỏi bên đó sao không xuống cả tí, thế bọn nó nhắc cả nhiều quá đéo nhớ cái gì. Anh Bảy có hỏi nhưng rồi trên này một phòng nhớ chính nhóc tụi Lục Thiên hồi nãy cũng đã nói chả nhớ được. Thôi chắc xuống cạn trước đi. Ờ đúng, người già khác mẹ. Ờ em tưởng là giờ tối rồi. Đâu đang chưa mà. Đang chưa mà ăn tới tối luôn rồi. Ai biết đi em. Anh Thiện ơi, mình ăn tới tối thì mình ăn chưa? Mọi người hả? Dậy tầm lúc 11 giờ sáng xong rồi ăn xong chuẩn bị nấu cái ớt thì có khoảng 3 giờ chiều luôn mà. Đây. Xuống cả chuyện cho chạm quay không quay. Thay em nên nghỉ hết ngày, ngày mai làm cũng nhờ lười quá. Đau hết rồi. Em nghĩ nên đi sớm đi, ngày mai chắc em sẽ phải lên đồ. Bất nhất là xuống đó lại tìm kiếm. Người già rồi mày bóc lột sức lao động quá. Chị có cần em test thử cho chị bài trị liệu không? Mày cút chung, không tin. À, xoa bóp mày đúng không? Được thì mày Yuki cũng biết mấy bài xoa bóp này hay lắm rồi. Thôi em chỉ hơi không tốt trong phần lịch sử và tôn giáo thôi, nhưng em vẫn tốt trong phần y. Em vẫn tốt trong phần y mà. Nào bao giờ xuống dưới kia nhỉ? Chắc ngay lúc này nha. Đi sớm về sớm. Mày đi rửa bát đi. Kiều Minh kìa. Mình tỉnh đó, tỉnh. Hả, em có buồn ngủ đây mới dắt từ nhỏ về mà. Sao rửa bát nè. Mơ mộng nữa, đi rửa bát đi. Rồi chuẩn bị đồ, chúng ta đi xuống quần cạn. Mình đi đưa bà mộng về. Ơ, thằng Minh đi rồi à? Đâu rồi nhỉ? Ơ, Yuki ơi. Ơi, Yuki đây. Chỉ cần đập bóp hả? Rửa bát. Ôi, em nghĩ. Rửa bát. Tưởng chịu cần đập bóp. Rửa nhẹ thôi nha. Rửa mạnh quá bể bát á. Em sẽ cố hết sức á. Mà hết sức luôn. Mà sẽ bó thôi. Vừa sức thôi. Hết sức. Ta, Yuki ta dọn bát đũa rất nhanh. Cầm phim vào buồn bát. Chắc là không mở cái nào đâu. Mai tao với mày qua bên hàng gỗ với hàng sắt mua mấy bát. Chắc phải qua nhà à, xung ra đồ đóng cho một bộ bát mới quá. Bà ai bán rượu mà bây. Sang nhờ cái anh em gì mà close sắp lửa băng ấy. Cảm cho bát. Tao phục quá mà. Em dám là bộ bát mình sắp đi hết một nửa rồi chị. Mà là mỗi thứ một nửa chứ không phải là chỉ mất một nửa thôi. Mà yêu cái cầm cái bát cả. Nhưng mà cái bát sứ này trông cũng đẹp mà bền nữa không cả. Cầm cái đĩa. Bền quá. Nói chung cũng còn được một nửa mà mỗi thứ một nửa. Ừ đúng rồi. Thôi đi. Bị làm đôi không phải làm tư. Wow. Anh đấy vẫn để được đúng cái miếng pizza đấy mọi người thấy hay không? Cái hình cái đĩa nó còn 1/4 á, xong đặt cái miếng pizza lên đúng bằng của mày. Giờ men hết nó bắt đĩa ta. Bây giờ này chỉ của mày thôi. Chưa đóng bát gì này là của cậu. Tại sao nhỉ? Tại sao tao lại ở đây? Tại sao chị lại mời đi vô đây? Lần đầu tiên tao thấy mình không thất bại, ít nhất tao biết rửa bát. À, lần này em xin khẳng định là chị thất bại khi mời Yuki vào đây. À, mọi người cứ tin là em sẽ hết sức mà. Lúc này Yuki đã dọn xong cái đống bát rồi, em cầm cái đống bát cao như thế này, em cầm đi. Từ từ. Đi sao? Đừng gấp như thế. Bà đua còn sống không?
Minh ơi, né né Yuki đó Minh ơi. Minh đang suy nghĩ cái gì đó xa xăm lắm. À, phòng ở trong văn phòng có báo không anh? Thì chạy em ra thì có báo không? Có khi mà mọi người dậy người đầu tiên ra thì sẽ thấy ở trước cửa có báo. Trước cửa. Có báo. Ý là có chữ lại không? Khoan cái câu này phải hỏi luôn đi chứ. Báo anh lụm cho anh có chữ lại không em? Anh đốt hết rồi. Có nha. Vẫn có giữ lại đàng hoàng. Có chứ mà. Chỉ là nếu mà có ảnh của em được và em của mộng thì bị cắt thôi. Mình nó đi lục xem coi trong cái đống báo đó có cái tin gì nó bắt mắt không. Ừ. Nói ra, ủa, đâu mất miếng rồi. Ừ, sao tự nhiên mất một mụn của người nổi tiếng mày có thể biết đâu rồi. Người nổi tiếng mà có thể biết cái trang đầu tiên nó có một lỗ vuông này. Okay. Trên báo hôm nay, thiệt vật đấy. Đây tính hỏi cụ thể là tìm coi cái hai cái tổ chức kia nó có lên báo không, nhưng mà mình thì chưa biết vụ đó nên chỉ hỏi có cái nào bắt mắt nó không. Có một tin là, well, technically là cái này mới hôm qua thôi, cứ cho nó có luôn rồi đi, sau một thời gian nhất định nào đấy nó sẽ có. Devil worshipper has freedom of belief in city gone too far. Những người thờ phụng quỷ dữ, sự tự do tôn giáo trong thành phố đã đi quá xa rồi sao? Rồi cái là Lord là quận chúa Antios. Những cảnh sát của thành phố ở đâu khi mà chúng ta cần họ? Trong cái thông tin này thì có một cái gì đấy như là một cái tên trộm nào đấy, tên là Black Viper lại đến trộm những cái nhà tài phiệt, và mãi mà cảnh sát bận bịu cái gì cứ không đến. Không phải tao. Không phải gõ. Ngay mà. Chị mong có đệ của chị hả chị? Thằng này chị có quen không? Chị vô tôi. Đấy. Nè, có cái thằng đi ăn trộm. Mấy mày người giàu á. Mày biết trộm nào biết chăng rồi? Mày nói trộm mày... như là kiểu con F nào biết chăng ấy. Không phải là, không phải như vậy. Không phải chị hả? Không phải chị hả? Không. Không. Là bơn đừng nhé. Tao sắp phần mộng. Tao mà làm thì tao không lên báo đâu. Chị lên đồ như đợt trước. Có nói về gì nhỉ? Từ để nghĩ tít báo. Không phân thắng bại. Những cuộc chiến không ngừng nghỉ ở phía nam quận cả. Dưới đấy nó sẽ viết là... Nói dùng... dưới đấy nó sẽ viết là... có vẻ là hai băng đảng Zentarim và Sanatha đã lại một lần nữa gây hấn với nhau để... biết bao nhiêu những cái xác chết ở lại trong khu vực nhà kho dưới cảng quận cả. Vậy là mạng lưới đen với lại Sanatha lại đánh nhau nữa rồi. Có khi nào đó là khoan cái tờ báo đó nó cùng có cùng với cái ngày khoảng thời gian mà mọi người mất trí nhớ không? Có vẻ. Hay trước đó nữa. Dạ, khoảng thời gian đấy. Tờ báo vẫn ghi là cảnh sát vẫn đang tìm kiếm mà chưa tiết lộ gì nhiều. Nhưng mà sao những phóng viên của chúng tôi đã áp sát để theo dõi, có vẻ là trong cái nhà kho này rất là nhiều các cái bao tải xác. Thích vụ đấy hả? Lần toàn đi lại chỗ chú Văn. Có vẻ con em nghĩ là tuần trước nếu như chúng ta không nhớ thì chắc là mình đi đây nè. Mình sẽ đọc tờ báo. Nói Yuki rửa chén lẹ đi, rồi đi xuống một chén. Ok, Yuki nhân 2 tốc độ rửa chén. Mày đập hết đi nhanh hơn đấy. Chị, mày sợ làm gì nữa? Nhưng còn giữ lại được 1-2 cái đi chị. Mà đếm nãy giờ, bát đấy chắc đủ cho sếp ăn. Yuki, yên tâm, không sao đâu. Mọi thứ vẫn rất sạch sẽ mà. Ý là cái miếng này cũng sạch không, này. Không còn gì cả. Nó sạch, mà miếng này sạch, miếng kia sạch. Vâng, đi xuống đấy, cầm cái chén lên. Nửa này cũng sạch rồi. Nửa rồi này, chưa rửa nữa này nè. Okay. Vậy thì sau khi rửa bát xong, cho mọi người muốn làm gì? Đi tới quận kẹt. Mình lại lên trên lầu của nó là đi tìm sách để đọc. Nó tự hỏi rằng có cái quyển sách hoặc một cái gì đó ghi chép lại về việc ký ức của một ai đó cho vào trong một vật thể nào đó hay không. Tại vì cái việc nó quên lạ lắm. Cuộc đời của một thằng chưa bao giờ uống rượu, chưa bao giờ đập đầu vậy đâu, tại sao lại quên một cách
chống vánh như vậy được. Em chắc chắn phải có sự can thiệp. Chắc chắn phải có sự can thiệp của thế lực thù địch nào đó. Em lại phải lăn xử lý hơn. Cho tiện một cái... Ừ, đúng rồi. Cho một cái lăn gì đó. Xem nó luôn là cái độ không có risk, độ hiệu quả thấp. Khi ngó nghiêng qua các cái sách trong lúc mà Yuki vẫn miệt mài. anh biết cái nhạc mà kiểu một bên thì yên bình, một bên thì mình và Yuki. Qua những sách vở mà mình có nghiệp, có vẻ cũng có một vài phép thuật liên quan đến lược bỏ trí nhớ. Thường cái phép thuật đấy nó rất là cao siêu. Có thể có những phép thuật khi mà được ghi chép lại trong sách là rất là được lãng quên trong lịch sử rồi. Mà với cái tầm nghiên cứu này thì chưa đủ để narrow down. Nó vẫn có khá là nhiều thứ có thể gây lên như vậy. Vậy chắc là phải đi tới thư viện để ấy rồi. Chắc lúc mà nó tìm xong thì Yuki cũng rửa bát xong, lon ton đi xuống tiếp. Mọi người đã sẵn sàng hết rồi. Để lên đường. Mọi người quyết định xuống quận cảng đúng không? Đúng. Ok. Tại cái chỗ, hiện tại chỗ mọi người ở là chỗ quận Bắc. Để đi xuống quận cảng thì sẽ khá là đầu này sang đầu kia thành phố và sẽ mất tầm 45 phút đi, thậm chí là đi xe ngựa. Quang cảnh khi mà đi từ phía Bắc đến phía Nam thành phố nó bắt đầu thay đổi dần, như phản ánh đúng cái sự giàu nghèo trong thành phố này. Đầu tiên là khu mọi người ở quanh cái chỗ quận Bắc là cũng khá giả. Xong rồi đi tiếp đến phía quận lành nghề thì bắt đầu là thường là những cái nơi mà mọi người những cái làng làm nghề điêu khắc rồi các kiểu, cũng căn nhà vẫn còn khang trang. Khi mà đến dần đến phía quận cảng thì có vẻ đây là nơi ở của rất nhiều dân lao động, nhà cửa lụp sụp hơn. Những cái con đường có tuyết nhưng mà thêm cái bùn đất và độ ẩm ướt của biển khá là lầy lội. Càng đi xuống tiếp phía nam của quận cảng, mọi người thấy những cái đèn đường ở hai bên cạnh thì bình thường ở tất cả các mọi con phố trong thành phố là đèn đường được thắp sáng bằng ma thuật. Nhưng mà càng về phía nam của quận cảng, những cái đèn này càng bị đập phá hỏng đi. Nên là buổi tối nếu mà đi lại ở đây là thường phải tự mang đèn hoặc là rất tối, là dễ nguy hiểm. Mọi người định đi đến đâu trong quận cảng? Chắc sẽ đi đến cái chỗ mà xảy ra bạo loạn. Về cái địa điểm bạo loạn này, như trên báo viết là ở một nhà kho. Khi mọi người đi đến khu vực này, nhà kho nó nằm sâu trong một cái ngõ. Ngõ ngọn nến, tầm đầu ngõ là trong cái ngõ khá nhỏ này, thì xe ngựa không còn vào được nữa. Và nó được đặt một cái rào ở đằng trước, có vẻ là để biển cảnh sát miễn đến gần. Hiện tại đang không có ai đứng đây. Nên cho mình hỏi đi. Có cái vị trí cụ thể nó không, hay là mình sẽ tưởng tượng? Ok, trên bản đồ đúng không? Nếu mà dùng bản đồ mà nó có tên đường với lại mã số luôn đấy. Ok, để Thiện kéo lại cái bản đồ đấy. Nơi nhỉ? Tính có thể share link lại cái bản đồ được không? Hình như trước là link share link cái bản đồ Waterdeep đúng không? Cái bản đồ nó... lên xe mở lên một phát là cái máy em nó bay lên trời anh. Đây mình kiểu nó crash anh ạ. Để mình gửi file chốt thuốc có bao nhiêu tay kìa. Tài liệu nha, mình gửi trên tài liệu nha. Cái câu có clip này. Bản đồ này rất to nữa. Đây, very cool. Tắm nào để... Thiện có thể share màn hình mà. Right. Thiện sẽ làm như cái Google Maps zoom cho mọi người. Bản đồ vừa tới đi vậy nhá. Quá. Chỗ mọi người ở thì là tầm chỗ này. Wow, 1 tỷ cái tác mà chứ. Yep. Chỗ School Alley thấy không? Em nhìn cái đống mà. Ok. Nó chỉ có thể là ai cực đấy. Trông nó khó chịu. Nó không nốt được nữa. ít nhất là anh ấy còn sắp xếp để theo thể loại một chút. Yes. Thôi mọi người tập trung. Bản đồ. Rồi, đấy là zoom ra, đấy là zoom chỗ này là hơi khó. Đấy là tầm chỗ này, đây là mọi người ở. Chỗ mọi người cần đến là tầm chỗ này.
Anh zoom vô vị trí zoom này. Zoom này. Hình dung ra, tiếp tục zoom này. Đây, nó tầm chỗ này, D69 khoảng đấy. Đó, khu vực này. Mọi người phải cần từ cái Way of the Dragon, đường con rồng, đi vào cái ngõ. Tầm này. Vậy là để chi tiết hơn, mọi người đã phải đi từ Choskuali, từ High Road đi. Đây là qua chợ này, chợ lớn. Rồi đi tiếp dọc, đây là qua các quận khác. Đây là cả City of the Dead, là vườn Nghĩa Trang, công viên Nghĩa Trang. Đi xuống tận dưới này, quận cảng, khu vực này. Và đến đây, sau chị. Đó, hình dung chưa? Ok. Đi xuống Long Biên đi. Ừ, kiểu vậy. Ví dụ này chỉ những người Hà Nội hiểu. Không hiểu gì cả. À, ba muốn hiểu đúng không? Nó giống như là đi từ nhà ba qua nhà con á, từ quận 2 ra Gò Vấp á. Ok. Rồi em hiểu từ gì? Hãy hiểu đầu này đầu kia thành phố. Mười cây. Anh ở đầu xong em ở cuối xong á, không chắc cũng 15 cây đó. 15 cây có đường có đi qua chợ. Đường thẳng mà nên đường khá thẳng. 45 phút bình thường. À. Mọi người nghe trên tuyến đi đó dành 45 phút để nghe thằng Minh giải thích sự khác biệt của những con quạ. Hả? Thì quạ có rất là nhiều loại đúng không? Thì chúng ta có Crow và Rook và Raven. Tụi nó khác nhau ở chỗ nào và cái cách tên gọi của từng cái nhẫn. Không ai hỏi hết nó. Không ai hỏi nó tự mở miệng nói. mọi người có biết rằng hỏi anh quạ và ai đã hỏi, không ai hỏi. Chỉ là chợt thấy một con quạ trên cái mái nào đấy thôi. nhìn thấy một con quạ kia, mọi người có biết con đó không phải là con quạ mà nó là một con rút, một con rút mỏ trắng. Tại sao tụi nó khác với loại quạ? Thì tại vì thông điệp trong cuộc sống của nó khác nhau và cái cách tên gọi người ta dùng để mà gọi một đàn quạ và một đàn rút khác nhau thế nào. Cái đám mây kia hình như nó nó chỉ có chủ đề đó. Cái bài của Phay chưa bao giờ dài đến mức này. Yuki đã bảo là em phải đánh đàn đi. Không quay được dây, tao luôn để trong túi. Tiếp mày cứ để nó nói đi, nó nói một vòng nữa tao ngủ rất rồi. Chơi đàn, phải chơi đàn thật căng. Ở đây là chị vọng được một giấc rồi đấy. Vâng, lần này không đau đầu vì những cái thứ nó cố nhau đau đầu chị nhau. Đến giọng chuyển cảm giải thích về quả. ASMR đi ngủ của mọi người. Mọi người nó đến được cái ngõ đấy thì ở bên ngoài có một cái rào của cảnh sát không vận sự miễn vào. Vào thôi. Đang điều tra. Vào đâu? Mọi người dễ dàng trèo qua cái rào đấy. Hiện tại đang không có ai đứng đấy cả. Khi mà bước vào đến bên trong cái ngõ, mọi người sẽ thấy là cái ngõ này nó hơi lòng ngoằng một tí, quẹo trái quẹo phải. Đi một hồi đến đúng một cái đèn đường còn sáng duy nhất ở đấy, trông như một ngọn nến. Đấy cũng là tên cái ngõ. Nó wow, từ chưa tối đến thế nhỉ. Có một cái đèn đường còn hoạt động trong đấy. Bây giờ là tầm khoảng 4:30 chiều. Đối diện mọi người thấy một cái nhà kho, cửa mở toang và trong đấy thì vẫn cũng có cái rào và cái duy băng của cảnh sát miễn vào đang điều tra, hiện trường điều tra. Ở bên trước cửa nhà kho thì có hai anh cảnh sát đang đứng. Ê, mọi người phận sự gì đây? Khu vực này không đi lại nữa nhá. Và có thể tiến ra chỗ hai anh cảnh sát. Em bên của anh Bảy đang tìm kiếm một chút thông tin. Anh Bảy, điều tra viên Bảy á? Ủa? Tưởng ông ấy đang phải đi báo cáo rồi lại điều tra thêm nữa à? Thì anh đi báo cáo, tụi em phải vô điều tra tiếp thôi mà. Em bên đồn nào ấy nhỉ? Hay là ở bên nào? Tụi em được điều từ ở dưới bên chết bà cái quên mất cái khu của mình rồi. School là cái con hẻm thôi. Quận Bắc, mọi người ở quận Bắc. Còn cái tượng đồ thần thì ở quận Thành. Tiện xem cái bản đồ nó có viết. Bản đồ này nó không viết tên quận nhỉ? Bản đồ của mình có viết tên quận đấy. Bản đồ em cũng có. Đây, các quận đây, hiểu rồi. mọi người là ở Northwood là khu vực này. Bác.
Vùng vậy. Quận thành đâu nhỉ? Castleward là khu vực giữa bao gồm một chợ. Chatsworth quận lành nghề là tầm khu vực mà xung quanh cái công viên nghĩa trang. Quận cảng là khu vực ở cảng đó. Thật ra ward là phường chứ gì? Ward là phường. À thôi quận đi em. Ward là phường chứ anh. Ok, cứ quận đi. Tụi em dưới, tụi em tự ở trên quận bắt xuống. Phải điều quân từ tận trên đấy cơ. Rồi có thế ngó nghiêng gì ngó nghiêng nhanh thôi nhá. Tại vì lát nữa là đến tầm tối cũng phải được bọn tôi được lệnh là không ai ra vào nữa để giữ nguyên hiện trường. Mà vào trong đấy cũng đừng có đả động gì nhiều quá, không thay đổi nhiều thứ đâu nhá. Đó, tụi em biết rồi. À, cho tụi em hỏi là hình như anh Bảy có nói là có người dân ở đây báo là có một cái nhóm 5 người nào đó đang đợt gần đây có tập trung ở đây đúng không? Không biết đang hiện tại những cái người thông báo đang ở đâu, tụi em cần thêm chút thông tin từ họ. Thông báo thì mấy cái nhà dân xung quanh này, đây có cái nhà ở phía tây kia, đó thì ở phía đây. Tụi em vô, tụi em coi sơ rồi tụi em ra, tụi em hỏi lại người dân đó. Nhắc đến 5 người, yên anh này ngó 5 người. 1, 2, 3, 4, 5. Sẽ là một góc. Biến mất. 4 người, ok. Biến mất. Nhưng còn 4. 4 người á. Ok. Không phải nhóm đó đâu anh. Có phải nhóm. Vâng, nó sẽ kéo mọi người đi tiếp vô trong để xem qua thử tụi nhóm đó có để lại thứ gì đặc biệt mà nhóm đó có thể nhận ra được không? Ví dụ như thằng Minh cứ để quên thứ gì ở đó. Ủa tại sao lại là em? Tại sao không phải là em? Không thể trả lời. Hiện sẽ miêu tả qua nơi này một tí. Đây là một cái nhà kho. Đây cái con ngõ này nó dốc nhá, nó dốc lên xuống. Cái nhà kho này thì nó được xây trên cái dốc này. Một mặt của nó sẽ thấy nó được tầng bên dưới, một mặt chỉ thấy được tầng bên trên thôi. Ok. Cái tầng bên dưới là cái tầng mà có cái cửa to để cho hàng hóa vào, cửa đôi. Tầng bên trên có một cửa nhỏ, có vẻ đi lại, chỉ là văn phòng. Và khi cửa nào thì bên trong nó cũng thông nhau, chỉ là bên trong phải đi cầu thang lên xuống thôi. Khi mọi người đi vào thì ở cái phần tầng bên dưới của nhà kho là có các cái xác thì đã được đem đi rồi. Có vẽ mấy cái hình khoanh lại cái chỗ nằm của xác ấy. Biết này đúng không? Có vẻ như là các cái vết máu đã khô hết, tầm phải đến chục cái vết phải khoanh vào như vậy. Có những vết kiểu nhiều kích cỡ, người to, người nhỏ, các kiểu. Mà đi vào trong đấy thì mọi người cũng nhận ra đây có vẻ là một nhà kho chở hàng các thứ đi biển. Trong này có các loại hàng hóa, đồ cổ các thứ, cũng là cho Thiện một cái hàng hóa vanilla nào đây để nó vận chuyển. Cốc chén à? Rồi. Cốc chén à? Cốc chén. Chờ đá quý. À, cốc chén kìa. Có xem có cái nào sắt không? Rồi. Cốc chén vận chuyển từ đâu anh? Đây cái là xuất hay là nhập ấy? Thế nào? Xuất. Em lấy bộ cái bộ nhà vợ. Ủa? Từ từ tỉnh chị. Từ để sau đi, còn nhiều việc cần phải tới đây lại lần nữa đó. Mượn một hồi là không tới đây được nữa. Đi nhất ra mất. Ở khu vực khác, khi mà đi sâu bên trong hơn, có một cái cửa hiện tại nó đang mở rồi, nhưng mà mọi người thấy là nó khá là chìm trong tường. Hiện tại có vẻ là bên các công an với điều tra đã mở hết ra. Bên trong đấy có dấu hiệu của các hàng cầm để ở gian bên trong. Trong cái gian bên trong này thì hiện tại là có vẻ là không có dấu hiệu của xô xát trong đấy, thì là có vẻ là được điều tra thêm ra. Ở bên trên tầng chỗ các văn phòng cũng có nhiều dấu hiệu xô xát. Mọi người có muốn tìm hiểu thông tin thì kỹ thì có thể là miêu tả cho Thiện, hoặc là nếu mà tìm hiểu chung chung thì chúng ta lại làm một cái thanh success, cần bao nhiêu trên bao nhiêu thì để có được thông tin.
cái miêu tả qua. Chắc sẽ một lần này. Vâng, chắc nó sẽ tìm ra thử xem là nếu mà tụi nhóm của mình có tới đây rồi thì coi thử có để lại thứ gì có thể dễ nhận ra được không? Có thể biết là ừ, đây là đồ của nhóm mình. Mình quan gì lại không em? Bình thường thử ví dụ cho anh, nếu mà xem lại đây, hiện trường ở chỗ đồ thần thì mọi người sẽ thấy dấu hiệu gì của mình? Câu hỏi đấy nó hơi khó trả lời. Ý là anh có nói là ở khu vực này nghèo đúng không? Khu vực này nó không có được sang như là ở trên quận Bắc đúng không? Rồi. Thì những cái khu vực như vậy thường nó sẽ rất là dơ, mà cái đất sình lầy của cảng nó sẽ có cái mùi đặc trưng của đất sình lầy, và thường nó sẽ để lại ở trên giày của những người đã đi qua đây rồi. Nó đi từ sáng xem lại nhiều giờ. Nó sẽ có những cái dấu, giả sử như nếu như mình đã ở trong này rồi, ở trong nhà kho nó sẽ được lát sàn sẵn và nó sẽ có dấu chân. Trong đó sẽ có dấu chân cũ và dấu chân mới. Dấu chân mới sẽ là dấu chân của mình nếu như mình mang to coi cái size giày y chang không. Mở nhạc Conan lên nè. Con người intelligence này thôi. Sao bà mộng đi tìm cái vỏ của bom flash mà hay ném mà lại tự chế được không? Ý là nếu như mà tuần trước mình ở đây chắc gì mình đã ở đây để tranh cãi, nên em sẽ đi tìm những cái góc mà không trong khu vực điều tra, những cái góc mà kiểu khuất là khuất đi, và tìm những cái manh mối nào mà có dấu hiệu của nhóm mình đã từng ở đây. Giả sử như giày, chắc mọi người mang giày như nhau mà không có đứa nào đổi giày đâu ha. Ừ đó. Có giàu gì đâu mà đổi quần áo xoành xoành. Đây sẽ là một cái kỹ năng, cần một cái kỹ năng cả nhóm. Và Thiện sẽ cần rồi, cái cơ chế này như thế nào nhỉ? Thiện sẽ tùy vào cái số lượng, thế cái đấy, cơ chế này sẽ khác, hơi khác tí nhá. Tất cả mọi người sẽ cần, Thiện sẽ cần một kỹ năng gì đấy từ mỗi người, từ mỗi nhân vật, và tùy theo số lượng thành công, tổng số thành công, những ai thành công thì Thiện sẽ cho nhiều hay ít thông tin hơn. Mỗi người cho Thiện một kỹ năng. Chắc em sẽ dùng sen để quan sát, cảm nhận xung quanh thử nhóm chúng ta có để lại vết dưng hay là thằng mình có để lại đồ gì không? Lúc là em vậy, em đâu có đeo một đống phụ kiện như chú đâu. Có. Bản thân lặng lẽ. Tiện. Ok, hiểu. Em cũng dùng sen. Em tự mất một effort nha. Ok, có một cái cơ chế là nếu mà mọi người muốn lead một cái hành động nào đấy thì chỉ một người lăn thôi và lấy cái success hay failure của người đấy, và người lead cái hành động sẽ cần dùng 2 effort. Mình ơi, hôm nay theo ai? Hôm nay theo chú á. Vậy là không ai lead hành động đúng không? Đấy, mỗi người lăn riêng. Ủa? Em tưởng văn lead. Ồ có mà, em lead. Em lead rồi. À, lead hành động để à? Lăn lên lead. Lead hành động sẽ cần 2 effort. Mình vừa rồi lead phát lead vào luôn rồi. Thường thế, đốt nhằng mũi lên. Là lên được 3D6 đúng không? Tại em đang có 2D6. Lead là chỉ một mình lăn và cần dùng 2 effort, đấy là default của nó. Còn bây giờ là nghi à, Minh đang giúp đúng không? Minh giúp thì thêm được 1D6. Đúng rồi. Ok. Em giúp được không anh? Chỉ một người giúp thôi. Hết bằng action ấy. Chỉ một người giúp thôi. Hiện tại là Minh đang giúp rồi. Mọi người coi tắt đèn giùm em đúng mọi người. À, tắt đèn hả? Thôi, nghĩ chạy. Nó tối là gì em? Đã phá nút cái ngoài kia nhá. Anh có thể hành động riêng được không? Có nghĩa là mình muốn làm một hành động mà theo mô tả, đấy là hãy ra hỏi mấy anh cảnh sát xem là mấy anh có tìm thấy cái gì không? Bị lười tìm ấy. Ok. Chà, mấy anh cảnh sát, để mấy anh cảnh sát tìm cho mình hả? Không, có nghĩa là hỏi xem người ta đã tìm được gì rồi ấy. Đã hỏi xem người ta đã làm được gì rồi, nhỡ người ta biết hết rồi thì sao, nhỡ mình bị bắt thì sao? Vậy thì cái lăn của Văn sẽ cho 4 người thôi, còn Fay làm riêng. Việc hỏi này rồi, còn việc hỏi của Fay thì độ rủi ro thấp, độ hiệu quả trung bình thì vẫn là ấy đúng không, là Cham đúng không? Đúng rồi. Là kiểu check in một cái thì khi mà hết nhiệm vụ từ tuần trước là mọi người hồi lại tất cả mọi thứ rồi nhá. Effort với cái strain. Ừ. Bỏ qua roleplay luôn nhá, chắc là không quan trọng lắm. Ok. Ok, great success. Cho các thông tin sau đây. Thứ nhất là về Văn.
và mọi người, bốn người cùng tìm kiếm bên trong sẽ thấy có những cái viền quanh cái xác, là nó có kiểu hai loại. Một bên là một cái loại xác là nó có cỡ như người, một bên xác là có hai cái, có đúng hai cái thôi, ít hơn, nhưng mà cỡ như là một cái nhỏ hơn. Và lạ là cái hình vẽ trên mặt đất có một cái gì đấy từ mặt họ, như là một cái mỏ, là một cái chủng tộc nào đấy hơi giống chim. Quả đấy. Chứ bố vỗ vai mình, quả con, đây là quả gì? Ở ngay chỗ một cái, ở ngay chỗ một cái xác mà trông giống như là mỏ chim, mỏ quả đấy, Văn thấy một vết cháy xém giống như là Sacred Flame dưới mặt đất. Ngoài ra thế nào, hội bên tìm thông tin có thấy là ở dưới cầu thang từ tầng dưới lên tầng trên có một cái gian, nó có vẻ là đóng cửa bí mật, cái gian ngay bên dưới cầu thang này này, và trong cái gian đấy nhưng mà mở ra thấy có dây chói các kiểu, trông giống như một chỗ để giữ người, nhưng mà hiện tại không có ai. Hội còn phay ở bên ngoài, khi mà hỏi các anh cảnh sát đấy thì có được những thông tin sau đây. Các anh ấy sau mày hỏi, bảo là mọi người là nhân viên điều tra mà tại sao lại hỏi thế này. Nhưng mà cuối cùng thì sau một hồi thuyết phục vẫn nói những cái thông tin mà điều tra viên 7, anh 7 đã tìm kiếm được và những cái điều tra trước đây. Ở trong cái nhà kho này có, trong nhà kho này có vẻ là nhà kho của bọn Zentarim, và có một cuộc xô sát đã diễn ra ở đây tầm lớn. Có vẻ như là bọn Sanata đã đến đây để đánh và cướp hàng hay cướp gì đấy. Có những cái sinh vật mà có mỏ chim có vẻ như là chết sau chứ không chết cùng lúc, theo những cái khám nghiệm tử thi lúc mà mới tới hiện trường. Và có các dấu chân, nhiều dấu chân đi từ cái căn nhà kho này ra một cái ngõ bên cạnh, đến một cái cống thì biến mất. Nghi ngờ rằng cái cống đấy là về hang ổ của bọn Sanata. Anh tạo chuyển qua bên thầy được, chưa nghĩ đây thế là chi tiết. Người này rất là bóp dầu đi xe bạn ơi. Bạn đang đi về. Okay. Em cũng đoán vậy. Nhưng mà cái thông tin của chú Văn thấy được, người khác có thấy được mình hay chỉ có mỗi mình ổng thấy thôi? Tất cả mọi người thấy, những người mà trong cái effort đấy hỗ trợ Văn có thể thấy. Và chúng ta có thể kiểu speed things up, là cuối cùng mọi người nếu mà muốn chia sẻ tất cả thông tin thì mọi người đều biết tất cả thông tin vừa rồi. Được. Sẽ tóm tắt lại, tóm tắt lại một lần nha. Tóm tắt cái thông tin điều tra. Thứ nhất là có hai kiểu người đã nằm ở đây. Có một loại, có một loại xác là giống người thường, có một loại xác có mỏ chim, có một cái phòng như là để giữ cái gì đấy có dây chói dưới cầu thang, có dây, có vết cháy Sacred Flame ở dưới một cái xác mỏ chim. Faye biết thêm đây là nhà kho của bọn Zentarim, có vẻ đã bị bọn Sanata ganh để trộm cướp cái gì đó. Cái những cái xác người có vẻ là chết trước lâu hơn những cái xác chim, và có rất nhiều vết chân đi đến một cái cống. Cái vết dây chói ở trong phần dưới còn dấu vết dấu anh, ví dụ như máu đắp lại ở cái phần dây thường cách thứ. Nó là dây thường hay là dây xích anh? Ừ, dây thường hay dây xích. Và còn dấu vết gì kiểu có tra tấn không hay chỉ chói thôi? Có, đó là dây thường, có vết máu. Em có thể lần theo mùi vết máu đấy được không? Vì em lần được. Chó ạ. Tự thừa nhận là mệt. Hả? Đây. Ý là nếu như mà cái máu này nó lâu lắm rồi thì nó... Đúng rồi, rồi còn lần được không? Thì cái người... Ừ. Em có thể cho anh một cái kỹ năng gì đấy, nó độ hiệu quả bình thường đối với người thường là rất thấp, nhưng mà rồi vì em có khả năng đấy nó hiệu quả trung bình. Độ rủi ro thì chỉ mất thời gian thôi. Em dùng sense đi hít. Dùng sense được tính là cảm nhận xung quanh phải đúng không anh? Quanh em hít thở, hít thở không khí trong lành, một effort để lên 2 sense.
Ừ, lạnh quá, em đã phải bỏ chân dài để em có cái bản phím, người em nó rụng dậy. Mất khá thời gian tìm hiểu thông tin ở đây, tại vì có khá nhiều loại mùi lẫn lộn. Mộng cũng thấy là cái mùi máu ở đây. Thứ nhất, cái thứ đầu tiên Mộng nhận ra, cảm giác mình đã ghi nhớ cái mùi máu này rồi. Một giây phút déjà vu. Ủa cái mùi này quen mình. Rồi tiếp theo là cái mùi máu này thì cảm thấy là nó cũng dẫn ra theo các cái vết chân kia xuống cái cống. Mộng sẽ muốn xuống cống, không biết mọi người muốn làm gì. Mộng là muốn làm xuống cống. Em nghĩ bây giờ mình xuống cống không phải một lựa chọn tốt lắm đâu. Tại vì nếu như mà nó là địa bàn của tụi nó thì khác gì chui vô trong hang cọp. Và Yuki cũng sẽ ngăn nếu như mà Mộng muốn xuống, tại vì nguy hiểm lắm Mộng ơi. Sấn đích của ta lên được tối đa 5 đai. Không muốn xuống. Còn sống chết mặc bay nữa. Ai bắt được cô bao giờ chưa? Làm gì có ai bắt được? Tin tao. Mộng sẽ tách đoàn đi lẻ để xuống cống với mình nữa. Tớ sẽ Bay muốn xuống. Bay sẽ đừng đi với tớ. Cậu đi với tớ không được cậu biết ai. Mình có biết cái logo của Centurion không? Biết chứ. Biết đúng không? Thế thì trên áo Face sẽ có một cái logo. Nó là một cái hình một cái con giống như con chim hạc. Thiện sẽ confirm lại cái thông tin tí nhá. Nghi ngờ dưới cống là địa bàn của Sanata chứ không phải của Centurion. Sanata ừ. Em cũng nhớ là ở dưới là San. Tại sao mọi người sống nhiều thế? Nhà kho là Z, còn cống là X. Tao đi một mình. Logo của tụi cái logo của tụi logo Zen là cái logo hình a flying hình con snake, rồng flying ngắm. Serpent đúng rồi, con rồng con rắn gì đó đang bay ngậm cái viên ngọc, đúng rồi, một con rắn có cánh. Logo của bọn X là con mắt. Bọn này cũng thường khá là xăm những cái hình này lên người, kiểu như là bọn Zentarim thì có thể xăm trổ hình con rắn ở đâu đấy quấn quanh tay nó có cánh. Mà bọn Sarata cũng sẽ có những hình xăm con mắt ở cổ. Còn ai mà có người có tính bản tính nghệ thuật hơn thì xăm thêm vài con mắt ở dưới này nữa. Mình có mực không ta để mình tự vẽ lên mặt mình cái. Thôi không có mực, tự đi thôi. Cầm gáo chẳng bóng tối. Biến mất. Đi đâu này, em đi theo vậy? Mày ở nhà. Yuki đang cố gắng ngăn kiểu ôi không đang nguy hiểm lắm rồi, đợi thầy bổ biến mất rồi. Sao lại thế? Kìa. Ở nhà trông trẻ chứ kia có hai đứa kìa. À, ba đứa chứ. Đứa nào nữa? Đứa nào? Em có thể nào đi xem coi cái hàng cắm ở trong nhà kho là gì? Ừ, được. Nó là cho Thiện hai loại hàng cấm nào đấy. Rồi Thiện sẽ cho đó loại à, ok, là cái gì cũng được đúng không anh? Ừ, thì chỉ tại em tưởng nó có liên quan tới blog thì em đào sâu không thì thôi, không lấy đâu. Rồi, có hai loại hàng cấm nào đấy, nhưng mà một loại thì có vẻ là một cái loại thuốc gì đấy, kiểu thuốc viện. Khó vậy. Những cái thuốc viện này khi mà nhìn thì mọi người cũng có nghe Phong Thanh từng lên báo rồi. Đây là một cái loại thuốc mà khi dùng thì sẽ có cảm giác như là mình hòa mình với thiên nhiên. Và nhưng mà nếu mà dùng quá nhiều thì hậu quả có thể là mất trí nhớ. Chà, chà, ây da. Em vừa thách rồi anh, cái cảm giác không cần tả đâu. Mình có bảo là off screen á. Có phải quen, mùi có quen không? Các cái mùi thì không? Ai với em rồi? Familiar không? Một tuần gần đây, đã gửi đến mùi này bao giờ chưa? Nếu như mà nó làm mất trí nhớ thì là sao em nhớ em đã gửi được nó hay chưa? Cái cảm giác nó vào tiềm thức của mình á. Đúng không? Đúng không? Nếu như mà mình đã gửi nó rồi thì làm sao mà mình nhớ? Để xem nào. Có cái cảm giác quen quen đúng. Cái việc của Mộng anh sẽ giải quyết qua một tí. Khi mà Mộng đi xuống đấy và đi một cách thì nhỉ? Sneaky. Rón rén.
để tìm hiểu các thứ. Dù khi mà xuống đấy Mộng có thể thấy cái con đường nó dưới cống là một cái hệ thống, cả một cái hệ thống cống của thành phố, rất là ngoằn ngoèo, đương nhiên ẩm ốt, ẩm ướt, hôi. Cái con đường đấy nó dẫn đến một vài ngã rẽ, nhưng mà với cái sự quan sát của mình thì Mộng cũng có thấy được là có một vài ngã rẽ được vẽ cái biểu tượng tối giản của bọn X, là cái vòng tròn rồi mấy cái tia ra thôi, chứ không phải vẽ hẳn cái con mắt bên trên kia ngay trong sát ấy. Đi một hồi thì thấy được là đến một đoạn có gì nhỉ, từ cái cống nó có một cái bậc thang lên và có một cái cửa. Hiện tại không thấy người nào, mặc dù là đi rất cẩn thận và ngó nhìn ngó tất cả mọi thứ. Ừ, cái cửa dẫn lên một kiểu một cái nhà bên trên cống đúng không? Cái cửa này có vẻ như là nó mở ngang, giống như là một cái kiểu phòng kiểm soát lượng nước hay gì, là một cái phòng kỹ thuật nào đấy ở dưới cổng. Và ở cái phía trước cửa này, sau khi ngó một lúc thì cái vết cửa khi mà mở ra đóng vào nó cũng có một ít máu ở đấy. Bên trong phòng không có ai đúng không ạ? Hay là nhìn ngó ai mà xung không quanh qua thì không thôi. Nhìn ngó xung quanh hiện tại không thấy động tĩnh gì, không có ai. Vì cái sự anh sẽ dùng cái lăn của em để cho cả cái tất cả cái hành động này nó sẽ là em nhận thấy ở xung quanh cái bức tường hai bên cạnh chỗ đi đến cửa này có vài cái lỗ châu mai, nhưng mà không thấy, không cảm nhận được có ai ở đằng sau những cái lỗ châu mai đấy. Còn được vào không anh? À, vậy là em muốn đi vào luôn hả? Dạ. À, rồi. Nếu mở cái cửa ra nó khá là nặng, phải nhấc lên một tí không là nó kẹt rít bên dưới. Kéo sang một bên. Khi mà mở xong, Mộng nhìn thấy ngay ở cái chỗ cái cửa mở ra, đi còn suýt vấp là một cái xác. Em về nhà quay về mọi người. Người hèn lên rồi anh ơi. Đốt cái xác đi chị. Ủa? Thôi đốt đi. Đốt đi không làm một zombie. Giọng nói trên cao ạ. Paladin mình kiểu đốt xác đi. Cái xác nó đang nằm dưới đất mà đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì anh cho em hơi hèn một tí nhá. Em hé cửa ra, em ngó em cái xác, em kéo cửa vào, em đi ra ngoài. Rồi, vẫn đi ra ngoài. Em có thể quay lại mọi người. Cái việc này nó tốn khá thời gian nên riêng em. Khi mà quay trở lại thì sẽ là trời cũng bắt đầu hơi nhá nhem tối. Lúc đi anh thấy cái camera nó quay đã quay trở lại chưa? Cam máy nó lỗi. Mọi người có thể thấy em đã chuyển lên điện thoại tại vì nhà em đã cháy cục wifi rồi. Wow. Cháy tiêu. Cứ cháy tiêu. Wow. Ủa? Ủa? Cháy tiêu. Nuni quay lại chưa? Để còn đẩy cái vụ thuốc phiện nữa. Ai chat tôi đi chắc là chưa lắm. Không nghe được đâu. Thì là đâu có khi cũng cháy cục điện rồi. Cũng có thể. Sài Gòn bất ổn á. Em nhớ check xem cái đèn nóng có cháy không nhá. Có điện nè. Có wifi này. Ok. Đợi xíu em lên đặt đi. Không ai nghe thấy mày nói gì hết nếu mày đang ngủ. Ok. Vậy là ở trong cái chỗ hàng cấm là có cái thuốc phiện. Cái tác dụng tốt của nó là gì nhỉ? Em quên rồi. Anh sẽ finalize lại nhá. Cái tác dụng tốt của nó. Thứ nhất là làm người thấy khỏe khoắn hơn. Thứ hai là quên đi muộn phiền. Nhưng mà chính vì cái đấy lạm dụng nhiều quá là quên hẳn. Lạm dụng nhiều quá ở đây là xài nhiều lần hay là xài lượng nhiều? Either or. Nhiều. À ok, một trong hai, cả hai, một trong hai hoặc cả hai. Rồi. Mình thử không hết lấy cái này là dạng bột, dạng lá, dạng khí, dạng nước anh. Á phì dạng này. Tại sao lại hiểu rõ thế? Dạng nước. Ok, dạng nước. Đúng rồi. Trong cái phòng này có cái gì đó. À, xì lanh là chích đó anh. Ok. Mình bắt đầu tự sờ trên những tay chân của mình coi có cái chỗ nào mà nó có nhẹ giống như là từng bị chích hay từng bị cái gì đó đâm vô. Sau khi một hồi tìm kiếm. Nhất là những vị. Mình không thấy gì. Nếu như mà để chích một cái thuốc gì đó vô tấn công thẳng vào hệ thần kinh, thường người ta sẽ chích vào ven. Nó kiểm tra cổ tay coi có chấm đỏ hay cái gì không.
với lại ở ngay dưới cái chỗ mà cổ tay với lại cái chỗ mà khủy ngay tay. Cái khủy tay ừ cái chỗ khủy tay ấy ừ là một cho em chắc mít vậy à, được rồi. Được hả được lại rồi á ok à. Cảm ơn mọi người tay à, mình có mấy à, sao ừ anh nói đi à. Anh nói đi à, mình trước giờ hay có cái lỗ nào sẵn không không anh à thế nó cũng không có thêm gì đâu à ok à. À, vậy thì ở trong cái đống hàng cắm ở trong cái chỗ có cái nào kiểu đã dùng rồi không hay là toàn là đồ chưa bóc tem thôi trong này là đồ vẫn được đóng hộp rõ có một hai hộp được cậy ra có vẻ như là bên điều tra kiểm tra chỉ là kiểm tra thôi có lấy ra không bên trong vẫn khá là đầy đủ vẫn khá là đầy ừ cái chữ khá là nó hơi căng nha anh tại vì mình có 5 người mà mất 5 cây thì cũng không phải là nhiều so với một cái hộp 20 cây chẳng hạn. Văn về rồi đấy. Thế hay là cái này nếu như mà kiểu tiếp xúc với cảm thấy cái đấy nó có cái mùi cỏ cây đúng không? Mình có ra một cái cảm giác hay là biểu hiện gì đấy thèm nó không? Con nghe. Trên người không có dấu vết của việc sử dụng không okay. Kiểm tra trên người chú Văn nhìn dễ nghiệm không nghiện đấy ai biết được kiểm tra. Không kiểm tra ở sâu cổ của Văn tại vì nếu như mà bị khác ép dùng thì chắc chắn sẽ chết ở đằng sau chỗ mà nó không thấy được không có luôn quá wow. Yeah. Wow thời này thì làm gì có cái cách nào mà kiểm tra coi đứa nào có xài ma túy hay không thôi đưa đây để phay dùng thử xem có nghiện không là thôi thôi không nghiện đâu chắc không nghiện đâu mình có thể thử không mình muốn lấy một ít à. Ờ cái này lúc này Yuki cả quay lại xong rồi là phay có những thứ không nên thử dù chỉ một lần ôi đừng thử không đưa tay lên science Yuki không phải thử mới biết được chứ cái này không chết ơi, đừng nghiện nữa nhà mình còn gì đâu ơi ơi nhìn lại nhà mình đi còn cái gì lúc này bà bọn chạy từ ngoài vào con ủa chị bọn đi nãy giờ rồi hả về rồi còn xác dưới cống hả cái xác đã được xử lý chưa tao không biết tao thấy xác người ta vẻ tao đấy là mẹ à gì còn cái xác dưới cống mời chị vẫn còn mời chị nhá mà mày chỉ có một này người hả nào mày bắt đầu chạy nào không chơi nè bỏ không xuống thử cái quá trình bắt đầu bàn tay ngay phải có một người hy sinh tôi sẽ không hy sinh trên chiến trường nhưng mà chiến trường nào thì tôi sẽ nguyện làm người thử nghiệm không nha bây giờ một loại thuốc phiện ý là mình đâu cần phải thử đâu mình cũng biết thông tin về nó rồi mà chỉ là không biết chúng ta đã xài hay chưa thôi nhưng mà nếu chúng ta chưa biết chúng ta xài hay chưa thì chúng ta đừng nên xài tại xài xong thì có khi không chết được xuống phòng bệnh hơn chữa bệnh phòng nghiện hơn chữa nghiện mà mày thích thì cứ cầm mấy chai theo nhưng mà ở dưới kia cái xác tông cái này quan trọng hơn không phải mấy cái chai này em cũng đang định nói là cái đó quan trọng hơn đúng rồi nhiều cái không cần những cái xác cần được xử lý với một người có kinh nghiệm làm đám tang thì mọi cái xác cần được xử lý triệt để kiếm thử coi trong cái phòng này những cục đá trên tường những cục đá dưới sàn có cái cục nào mà nó nhô ra mà cất giấu mấy cái kiểu như là sổ sách đồ sao ta mấy cái thứ này chuyển đến đâu không biết có mình những thứ như thế thì có vẻ được bên điều tra trước tự mở hết rồi cả cái chỗ mà đồ cắm này cũng được mở ra rồi giấy tờ thì có vẻ trong các cái văn phòng đã bị lấy đi. Theo cảnh sát bên dưới thì là bên điều tra lấy. À, em muốn kiểm tra mấy cái vết, kiểu những cái vết còn lại của cái ẩu đả, ví dụ như cái vết Secret Flame kia ấy, để xem kiểu, em ước lượng cái lực lượng đánh của cái tổ chức này, của người của nó có cơ bắp không, có mạnh không ấy. Đồ tổn hại của khu vực xung quanh những vết đâm chém những vết thương ủa còn xác đâu actually mức đồ tổn hại là những cái vết như là chém xuống sàn rồi vết nó mà sâu à thì tức là cái người đánh có cái lực rất là mạnh không quá mạnh
nhiều vết có vẻ chặt chém trượt, nhưng mà có vẻ là đông. Yuki quay ra bảo cái bọn này có vẻ đông nhưng mà gà. Ý là nếu như mà xem như vậy thì xem tụi nó đánh nhau, trải nhau kiểu thiên về phía bên nào được anh? Kiểu nhìn máu me trên tường, trên sàn bắn ra thì tụi nó kiểu sử dụng vũ khí nhiều hơn hay là toàn mà mấy cái vết cháy cháy xém xém của phép không? Bọn nó dùng vũ khí khá nhiều, có rất nhiều vết vũ khí rất mẻ trên tường, trên mặt đất các thứ. Em có thể một, nào có một vết cháy xém dưới mặt đất hình nón. Theo kiến thức của mình thì có thể là burning hands. Thì đây là thêm thêm nữa là thường những cái đơn hàng khi mà vận chuyển đi đâu đó nó sẽ có đóng dấu quân quốc hiệu của cái khu vực đó, kiểu ship tới đâu nó bập phái. Mình có thể nào đi xem coi những cái đơn hàng cấm được chuẩn bị chuyển tới đâu không, hay là được từ đâu chuyển tới không? Đơn hàng cấm được chuyển tới khá nhiều chỗ, có cả Neverwinter, cả Baldur's Gate, một vài thành phố khác nữa. Có kiểu ghi tên người nhận mình, giống như mấy cái mã nhận đơn đồ của Shopee đó, mấy cái thùng có ơi cái đó không có nha, cái đó không có nha. Ai biết được, lỡ nó có ghi là gửi anh A chị B gì thì sao? Anh A hai đơn thuốc, chị B một đơn. không có. Gửi có vẻ là địa chỉ đến cái nhà kho nào đấy khác, chắc có thể cũng là mạng lưới của bọn bọn đen, bọn Zendarim xã hội đen này. Trong cái phòng kho có cái có vẻ như là thiếu cái gì mình kiểu nhìn vô tổng thể xem coi giống như là có cái gì đó đã bị lấy đi mà nó nhìn nó out of place với lại nguyên cái phòng kho. Hiện tại không thấy được, không thấy có gì là cực kỳ obvious. Dạ ok. Ừ. Anh nên dẫn sang chẳng sau đây chứ hồi nữa em hỏi thêm mấy okay, câu. Ok, rồi. Được chào biết. Vậy thì mọi người có muốn xuống cống tiếp tục không? Yuki sẽ muốn xuống để xử lý cái xác nhá. Dẫn em được cái đó mày với thần tia sám hồn. Em, theo kinh nghiệm của em thì ở dưới cống là những nơi chúng ta không nên xuống lắm. Nó sống ở đây cũng phải thời gian rồi đúng không? Phải xuống đấy. Xuống xem rồi sẽ phải báo lại cho bên điều tra. Ok, xuống cũng được. Xuống thôi. Mọi người biết dưới trong là thông tin chung cho những người mà ở thành phố này, dưới cống là một cái khu vực được xây lâu rồi và cảnh sát thì thường không có thời gian để động tới với tất cả những cái sự việc đang diễn ra lùm xùm trong thành phố, cả băng đảng đánh nhau. Thường là nghe đồn là vô gia cư ở dưới đấy, tất nhiên không phải trả thuế. Mà Mộng sẽ không muốn xuống lắm. Ít nhất thì bà cảm thấy đấy một nơi nguy hiểm. Khi đã có xác mà không tự nhiên mọi thứ nó lại không có ai được bay sẽ tạ lại đấy. Cái giờ đấy, tao đi nguyên một quãng đường, tao nhún gối và tao cảm giác cái khớp tao nó rụt ra. Không một ai. Ý là không một ai, không một ai ngoài cái xác. Tự nhiên mọi thứ lại thay đổi. Người muốn xuống lại không muốn xuống nữa. Người không muốn xuống lại muốn tao xuống. Tao xuống đủ rồi. Cái đêm xuống rồi được. Nghĩ lạ thật. Đủ câu cho một cái. Mình có thực sự cần quan trọng này nữa không? Mình chỉ cần coi như mình đã quên là được mà, thì sao mai nguy hiểm cả. Cũng chỉ là một ngày thôi mà, kiểu mình làm được gì trong một ngày, giết cả một quận hả? Không. Thế những đâu tôi nhìn tay mình. Chị có nghĩ đến cái việc mà trong lúc chúng ta có thể vận chuyển thứ gì cho bọn chúng? Bao giờ có lần thứ hai đi tính tiếp? Không đánh rồi mà. Chị nghĩ là chúng ta bị điều tra rồi, đến lần thứ hai là vẫn còn à. Vẫn còn ngồi ở đây. Nhưng mà kiểu một lần quên thực sự đáng để mạo hiểm tính mạng đến thế à? Tao thấy nó đáng. Đời tao vẫn đang đẹp. Nghe con này hợp lý, nhân tao cũng không muốn xuống nữa. Đúng không? Chứ bây giờ mày quên có một ngày, nó chỉ là một hôm thứ bảy thôi. Chúng ta phải quên hàng nghìn thứ bảy trong cuộc đời. Bài chủ nhật, hai ngày. Một hay hai. Cuối tuần. Dần là thứ bảy chủ nhật. Chỉ mới chúng ta quên hết một, và chúng ta quên hết một nhóm ấy. Mặc dù kể cả chúng ta có dính vào mấy cái hội tà giáo biện gì đấy, thì nó liên quan mẹ gì đến mình. Chú ba ơi. Chú thử đụng mình vô cái second, cái vết cháy second flame coi có liên hệ tâm linh gì với nó không? Chạm vô xem coi có phải của mình. Cái này có phải là con đánh xuống không? Tôi liên đòi gì đấy? Chạm xuống thử chú. Văn với chị đi lại để quan sát thôi chứ không chạm. Chạm đi. Mình kéo tay chú kiểu chạm đi chú. Cảm nhận vào tâm linh, sức mạnh thần linh ban xuống. Chắc chắn là chú phải có liên hệ gì đó chứ. Đây là hiện trường không được đụng vào bất kỳ thứ gì. Mày hèn là không dám động chứ gì.
Chú sợ à? Ừ. Chú sợ à? Tiếng mày cũng sợ, mày còn đòi sống với cúng. Thôi thì tao... Em không đem theo bên tay, lỗi. Tao có, nó lùi, tay leo đuổi. Spy cực cờ lốt, găng tay gai luôn. À, chị ơi, có găng tay khác không chứ găng tay gai kỳ lắm chị, hư đồ lắm. Dùng nó hơi rốc rốc thôi mà, vì ngày xưa tao thích lắm. Thôi, đấy đi, mua từ thời trẻ vẫn còn, mệt ghê. Bảo sao ngày xưa đáng 5 vàng một đôi. 5 vàng một đôi? Chị bỏ 5 vàng nữa để mua cái tay này. Tao còn giàu lúc đấy, dư nhanh lên sao mà giả tao. Nhớ về giặt cẩn thận, tao giữ lắm đấy, 5 vàng một đôi đấy. Ok, vàng nó sẽ lấy cái bao tay của Mộng nó đeo vào. Có vẻ hơi nhỏ chứ đó. Chị ơi, vô được có 3 ngón. Một ngón là đủ rồi, đủ cho thử đi. Mày chỉ cần phỏ một ngón thì mày chặt thôi mà mày đừng hèn nữa. Ôi xồi ôi, thế đòi đứng ra là văn phòng thám tử. Chị ơi, văn phòng thám tử không có cái trò chạm vô hiện trường chị. Đây là điều cấm chị. Chạm đi để còn cảm nhận nữa chú sợ à. Ừ, Yuki cũng đứng bên cạnh của chú sợ hả? Chú sợ thì để em chạm cho này. Em cũng có hôn lì các thứ mà. Thôi, để có gì mình tôi bị được rồi. Bị cả văn phòng mệt lắm. Nhìn cái tay lên. Thẹt thế. Bạn nó sẽ chạm vào những cái vết của Skidframe. Rồi dùng sao? Wow. Em đã sẵn, em cầm cái holy symbol chuẩn bị làm cái gì đấy nếu như có gì đấy xảy ra. Em không biết tại sao bọn xú em làm. Anh... bình thường anh rất ủng hộ việc người chơi làm gì thì anh cũng cho đầu mối, nhưng mà cái này nghe nó bổ quá em. Ủa? Em cũng thấy nó bổ. Bà Mộng đứng sẵn cách ra người nhé. Chạm đi. Thì chú phải chạm. Chạm. Thì chú phải chạm vào để xem. Để xem coi cái vết đó có phải là chú cast ra không. Để xem coi chúng ta đã từng ở đây hay không. Không thể nào được. Đưa đấy. Tay chạm xuống. Nó cảm thấy như mặt đất. Mẹ phế vậy. Ủa rồi có được cái gì đâu. Mẹ phế quá. Thả đi xuống cái xác còn hợp lý. Yuki gật gù hay là qua cái xác check đi. Rồi ở đây ở chúng ta nói chuyện được với cái xác hay gì? Ừ, xuống làm gì? Ai nói chuyện với xác không? Không cần nói chuyện với cái xác. Ít nhất cái xác có thể cho chúng ta được một chút thông tin nào đó chứ. Đúng rồi, và nó dẫn đường cho nó về với thần. Thấy được dẫn gì với cái xác? Tao thấy cái đầu người chết xong tao đi lên. Ủa? Đúng. Ủa? Hèn tí. Ok. Đi xuống hàng, bây đi giờ xuống. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Bây giờ trời bắt đầu nhá nhem tối. Cái anh cảnh sát mà đứng ở ngoài, không mọi người điều tra nãy giờ. Và mọi người xong việc ở đây chưa? Sắp tối rồi, phải đóng cửa thứ không, không ai ra, ai vào đâu nhá. Con... anh chị đã ngó đến luôn cái hang ổ bọn Zanata chưa? Rồi. Như anh Bảy cũng điều tra dưới đấy rồi mà. Anh Bảy điều tra rồi. Anh Bảy có nói ở dưới đó có gì không? Có, hình như là cũng có xô xát gì ở đấy, nhưng mà cũng dọn dẹp hết rồi. Dọn thiếu gì không? Cho từ từ. Hả? Dọn thiếu là sao? Nào biết em. Anh có biết trong đống hàng cấm này có chất cấm không? Hàng cấm có chất cấm không? Hàng cấm là hàng cấm còn gì nữa? Nghĩa là anh có biết một số biểu hiện cùng bố cái thuốc này không ấy mà? Anh có thử đâu mà biết trên báo thôi. Nó ghi thế nào thì biết từ đấy. Rồi hình như là đúng, nó bảo là em khi mà tiêm vào thì thấy người khỏe mạnh hơn. Cho bạn em xin về kể nữa anh đừng kể nghe. Em đùa hay, em đùa hay. Nó hay đùa lắm. Chị Bỗng ơi, chị có mang keo không dán lại gì? Dán một lại chị. Thôi tụi em đi về trước. Ủa không xuống cống hả? Xuống cống không, nói là về thôi chứ rồi quyết định có sống hay không sao. Đúng rồi, nói là nói trước mà. À, đây là cách người lớn nói chuyện. À, đi về đi. Ôi, mình đã lớn rồi. Đi cẩn thận nhá. Tầm tối ở trong quận cảng tầm này cũng dễ đánh nhau lắm đấy. Chỗ thấy chỗ nào lùm xùm cứ tránh ra. Vâng. Ôi trời, bọn em sẽ đánh bọn nó thì mày, nó đánh em. Đi. Chắc không? Đánh là...
bên bên điều tra viên bên quận Bắc báo ghê à. Cẩn thận nhá. Cảm ơn anh nhé. Mà mấy mấy anh đứng ở đây từ khi nào rồi? Kiểu bắt đầu canh chỗ này từ lúc nào? Đứng ở đây nói chung là cũng theo ca cả. Anh phải đứng đây là buổi chiều xong đến tối luôn, tầm gần đêm, là đêm này có đổi ca, sáng một ca khác. Cả bên bên dưới cái thang của bọn Sonatan cũng có người canh dạ. Anh được đặt ở đây. Thứ bảy chủ nhật tuần trước. Thứ bảy dưới cống dưới cống cũng có người canh đó. Hả? Dưới cống thay ca mấy ngày. Có mộng. Cái người đấy như anh, cái người mà đang trực thì có đặc điểm nhận dạng gì không á? Trông trông tổng như nói. Trông nó có giống cái xác là chị vừa thấy. Câu hỏi trực diện đấy nhở? Trông trông tổng như nói. Nhưng có cái đốt ruồi ở chỗ này này đúng không? Ủa sao biết? Đoán thôi mà, đoán thôi. Hôm bữa chị vừa mới đi thông báo về cái vụ giáo hội gì chị gặp đúng không? Thiếu Uy Dũng, Thiếu Uy Dũng á. Rồi vâng. Anh Dũng. Anh ơi, cái này không có sao tôi à. Ở đây tụi em cần về gấp nha, nên có gì lần sau gặp lại sau nha mọi người. Ok. Mà mộng kiểu what the fuck. Minh Dũng. Về đồ của quận cảng kiếm anh Bảy. Ok. Vậy là mọi người quyết định về đồn. Ông cảnh. Đúng mắt này thằng Dũng này. Đúng mắt này thằng ta. Ông phải thằng Dũng không? Ông Dũng anh. Là không phải đâu nhỉ. Không phải Dũng đâu nhỉ. Mấy câu hỏi đó xong thôi. Mong là... Anh ơi, anh lựa chọn là người tốt hay người ác đi anh. Phải anh giúp không anh? Moral decision. Dũng là câu người xấu hay người ác? Người xấu hay người ác? Với những câu hỏi ngổn ngang trong đầu, chúng ta sẽ kết thúc buổi chơi của chúng ta tại đây. Ủa? Hỏi đài. Không biết đấy là ai chết nhưng mà Yuki vẫn sẽ ngồi đọc kinh. Chị Mộng ơi, chị thật sự nên quan sát cái xác kỹ hơn chị. Tao bị bệnh không nhớ được mặt người, phải đừng hỏi tao. Ít nhất chị có thể phát thảo hay là... mang máng đó chứ, chứ chị gặp ông Dũng là cái nước dài á. Chị mới gặp ông Dũng ở mùa 2 luôn á chị. Tao không nhớ được mặt người, tao nhớ được cái nút ruồi giỏi lắm rồi, mình cần đòi hỏi. Chị cũng phải nhớ được chủng tộc của người ta hay là màu tóc, màu mắt, bận đồ như thế nào chứ. Cái xác đã thối rửa hay chưa? Chết còn ấm hay không? Đâu, hé cái cửa ra tao thấy cái đầu tao lên rồi. Có mùi chưa? Có mùi chưa? Có màu gì? Cái xác lại có hình thành cái màu gì? Màu gì? Có màu gì? Rồi tổng hợp câu hỏi này sẽ anh thể trả lời hôm sau. Nếu mà bọn nhớ, hay mà bọn nhớ không? Chắc chắn là. Chị là hết rồi ha. Qua qua. Sao session hôm nay vô chi vậy? Vô chi mà. Anh nghĩ session này không vấn đề gì. Đây là một cái session sẽ thiên hướng hơn về xây dựng thế giới và các cái mối quan hệ của mọi người với cái ngõ Chosku. Thì sau tại vì well, nó phần lớn của session là như vậy mà, là mọi người nấu ăn uống và cũng có một cái đầu mối để đẩy tiếp câu chuyện. Thì với anh thì anh cảm thấy là khá ok về cái tiến độ session thế này. Và chúng ta sẽ đến với phần trao XP ở cuối buổi. Thế là cơ chế trước nào. Em được hai cái. Hôm nay vụ quá. Không biết hôm nay mình được cái nào không nhỉ? Something was broken này. Anh cho em hỏi cái burden đó là tính là cái gì em quên rồi. Burden là gánh nặng. Khi mà mình hết sạch effort, sure, mình sẽ gục ngã và bị một cái gánh nặng. Gánh nặng là mình sẽ tự viết vào và nó liên quan như thế nào, nó ảnh hưởng đến cơ thể hay là tâm lý mình như thế nào. Và một cái burden sẽ đi kèm theo việc trừ một chấm ở hai cái skill của mình. Hai cái lượng hả anh? Đúng rồi. Em còn đang tính hỏi là em tự đẻ là burden được thôi mà thôi. Xong rồi đó là khỏi nghĩ. Là bắt đầu để heal burden như anh nhỉ? Heal burden là trong thời gian giữa các nhiệm vụ.
ngoài việc thực hiện cái ambition của mình ra còn có thể heal burden. Anh Thiện ơi. Ơi. Session sau cho em vô nguy hiểm nhiều vô cái. Chứ em không có cái effort, không có cái strength nào buồn. Ủa thì em nguy hiểm vào nguy hiểm là quyết định của em chứ. Tự nhiên anh cho đá rơi trên trời xuống à? Ừ, đúng rồi anh. Trong cái kit của em có cái vụ vậy. Có cái gì mà ở sudden fall đó anh cứ cho em đến lại gần cái cống là được, em tự em ngã vô luôn. Em mọi người không có cho như em thế. Đứng lại gần. Những việc như thế được rồi, mọi người cẩn thận với mình quá. Những việc như thế em hoàn toàn có thể tự miêu tả mà trong khi chơi. Okay. Anh vẫn rất là welcome, vẫn rất là chào đón những cái sự sáng tạo của người chơi như vậy. Về mặt câu chuyện. Ok, session sau mọi người vẫn còn đang bâng khuâng là có nên đi xuống cống hay không, thằng Minh tự té xuống vậy, tự xuống luôn. Đâu, đi về rồi mà. Vậy đi cho lẹ. Không có về vậy đó, đi ra ngắm cống xong té xuống. Easy. Không. Ủa mà khoan. Giờ chú muốn về không? Ở trong khu đó luôn anh. Ok, Thiện sẽ tạm thời dừng phần này lại và đi đến phần trao XP, là định trao XP tình thương. Chúng ta sẽ nhận xét là trong buổi hôm nay mình đã có những điểm gì thích, những điểm nào có thể cải thiện về buổi chơi nói chung, cũng như là có thể là về từng người. Thiện xin mời. Kính lão đắc thọ. Mọi người kính lão đắc thọ thì có Thiện chỉ định cả. Thấy luôn luôn là một thứ tự. Sai đi. Em hiện tại em đang chưa nghĩ ra gì hết á. Nhìn... anh ơi vậy anh phải kêu con đường bấm lên. Một cái mít mày lên. Đảo ngược lại. Trên lại. Đảo ngược. Để mà giải thứ tự là anh. Bây giờ mình kính lão đắc thọ thì người già nhất đi cuối cùng. Người trẻ nhất đứng đầu. Mời đường. Bạn biết là ai. Em đây. Hôm nay vẫn một buổi chơi vui, em vẫn thích những cái intro đầu vào của anh Thiện, rất ngon. Thật ra hôm nay em bị hơi đuối vì chạy cả ngày mấy hôm nay rồi. Nên là em đang nghĩ là nếu mà lần sau còn đuối như này thì em sẽ xin nghỉ chứ không cố chấp ngồi đây nữa. Nên là cảm giác cái sự tận hưởng nó không được trọn vẹn, dù mọi người chữ vui, em nhiều lúc em vẫn ngồi cười hề. Nhưng mà cái cảm giác nó bị oải trong người ấy, nên kiểu khiến mình không có hứng thú quá để... Ok. Phải lạnh nữa mọi người. Em không thể chấp nhận được cái ngồi mà em như thế này. Em cũng dùng cầu cặp ấy. Ôi trời ơi. Nó vẫn rất là một buổi cho vui. Em thích tất cả mọi người. Yeah, em rất happy rồi. Sài Gòn nóng hơn Hà Nội đến 2,5 lần nữa mọi người. Hả? Bây giờ trong đấy là nhiêu độ vậy? 25 độ. Trời ơi, ngoài này 10 độ. Chỉ biết ước. Đường có điều hòa không? Hay là đang ngồi gần cái cửa hay là không? Em đang ngồi trên cái bàn thì... Em đang ngồi cạnh cửa sổ á anh? Với lại phòng của em là một chiếc cửa nữa ở đây nè. Phòng mình có hai hướng luôn. Gió kiểu... Mát mẻ. Thôi. Em xin hết. Cảm ơn Đường chia sẻ. Tôi đến nghi. Cút. Em xuống dựng. Em tưởng xài nhỏ em. Ok. Hôm nay vui, chắc vậy. Em có một cái ý tưởng này vô chi hơn nữa, nhưng mà tí hồi mới nhắn riêng với anh Thiện sau. Ok, thì, buổi sau sẽ thấy anh nghi ngã xuống cống rồi đá từ đâu rơi xuống, rất vô chi. Hôm nay rất là thích cái cảnh của Yuki, cái cảnh đuổi chuột rất là vô chi, rất là dễ thương. Cũng thích cảnh của Faye nữa, rất là cô độc và ngại giao tiếp với người khác, ngồi trên nóc nhà. Mà một người ngại giao tiếp với người khác bằng cách nào đó là thuê được hai anh cao to đen hôi đi lên đóng hộ cái mái. Đường thì... Ý là bà không thích giao tiếp với người khác. Faye cũng theo mô tả lúc trước là Faye là người kiểu... buổi sáng giao tiếp vui vẻ, xong buổi tối giờ ôm gối khóc một mình tại vì mình giao tiếp nhiều quá hay sao mà thì đó. Sao mặt anh Linh bắt đầu không nhớ gì rồi. Anh Linh nhìn như mấy con đó là nó anh Linh nhìn như mấy con cá vàng vậy. Hoang mang cực độ của nhân dân chứ có vậy á. Đường thì từ đầu đã thấy Đường rất là mệt rồi. Hôm nay đã biết là session hôm nay chắc chắn Đường sẽ rất là mệt rồi. Nhưng mà Đường vẫn chơi rất là vui. Vẫn là cô Mộng vẫn chửi mình như con. Nuni thì khỏi nói đi, bỏ qua đi. Anh Thiện, session hôm nay nó... Em có cảm giác nó giống như một cái filler episode hơn là một cái tập. Nếu như mà mình có thể hiểu được cái thứ đang xảy ra trong đầu em, nhưng mà
Nhưng em không có vấn đề gì ở diện này cả, nó rất là ổn. Chỉ là em không biết nữa. Em vẫn sẽ thích roll cái đoạn mở đầu hơn ở trên text hơn là nói vào miệng. Tại nó sẽ có nhiều thứ để mà bonding với nhau hơn là nói vào miệng không. Nói vào miệng nó dễ đó, bị trôi tụt lút xuống lắm. Thì đó, hết rồi. Okay. Nãy nó bắt đầu nó ngưng hoạt động rồi. Còn những cái đoạn bonding như thế thì em prefer text hơn. Vâng, tại vì em cảm giác là text thì mọi người có thể text slow và có thể kiểu thực sự để ý mình nói cái gì với nhau hơn là cố đẩy cho nó qua loa và nó không có bị giới hạn về thời gian anh. Tại khi okay. mình chơi voice, mình lúc nào cũng có cái cảm giác rằng là mình phải chạy cho nhanh để nó qua cái cảnh tiếp theo, chứ không là nguyên cái session này là chỉ có một cái cảnh đó thôi. Ừ. Anh sẽ suy nghĩ thêm, và cũng có thể mọi người khác có thể đưa ý kiến của mình về việc đó. Nghi còn gì không em? Chắc là hết rồi anh, trừ khi anh muốn biết sâu hơn thì có khi em viết một cái mail rồi em gửi. Chứ okay. não em nó đang chạy với một cái vận tốc kiểu 120 cây số trên giờ, trong khi cái miệng em nó chỉ nói được cái tốc độ này thôi. Ok, em hoàn toàn có thể viết riêng với anh, tại vì anh cũng hy vọng là cho được cái trải nghiệm vui cho mọi người. Nếu mà mọi người có cái gì nghĩ là có thể cải thiện cho game thì anh vẫn luôn tiếp nhận. Rồi, cảm ơn Nghi đã chia sẻ. Chúng ta tiếp đến với Sài. Ok, xem nào. Hôm nay nhìn chung cũng vui. Em cũng gặp trường hợp tương tự với lại cả mộng là em cũng chạy mấy cái dấu rất nhanh để chơi. Không biết là em nào ở trong hai cái thằng. Nhưng mà vẫn em thì ở trong cái trạng thái kiểu em không bị mệt. Nhưng mà nhìn chung thì em cũng cảm giác kiểu như là hôm nay mộng mệt á thì hơi understandable. Thôi được, skip qua cái này đi. Thì đấy, tiếp theo là em lại khá là thích cái đoạn đầu của session mình hơn. Tức là cái cảm giác khi mà mình được tương tác nhiều hơn với lại cả những cái môi trường xung quanh, kiểu cảm giác nó giống như là mình thật sự ở đây á, mình sống ở đây á. Nó rất là vui, nó làm cho em cảm thấy kiểu nhập vào cái world này nhiều hơn. Là cứ tại quest của cốt truyện chính nhiều. Ok, còn lại thì em vẫn ok với mọi người ạ. Thank you mọi người. Cảm ơn Sai đã chia sẻ. Đến Nuni. Ok. Nói em vẫn khá là thích cái cảnh mở đầu. Nó vui. Em vẫn mong là nó sẽ có cái phần test riêng nữa. Nó sẽ nhiều cái hơn. Vẫn làm được mà mọi người. Nhưng có mọi người có xiên hay không hay lười thôi. Hôm nay thì thấy rõ ràng là đường nó mất, nó hết điện thật sự. Nhiều lúc được nó lăn là nó ngủ mất rồi. Nhưng mà vẫn vui, nghĩa là đến giờ em vẫn không hiểu được là nãy em có một khoảng em nói rất nhiều với lại cái hạt kia. Nhưng rồi đến lúc em biết được là không ai nghe được những gì em nói cả. Xin lỗi em, chỉ bạn mình còn nuôi đi thôi. Đừng lặng im đến thế. Em nghe mọi người nói D&D một người. Em tiếp nhận hết được thông tin của mọi người, xong em trả lời mọi người. Tôi không ai phản hồi em hết, em kiểu ủa mọi người. Xong đến lúc mà em mở cái cam lên lại á, thì anh mới nói là không ai nghe hết thì em mới biết. Bây giờ đấy giờ gọi một mình. Em phải đổi nhạc lại. Thế là em bị mất một phút. Nói lại như thế. Mà nếu như mà dựa theo đúng những gì mà em biết về Nuni, những gì Nuni đã nói ra, tới lúc mà Nuni nhận ra rằng là mình đã không có tiếng, anh ta quên hết tất cả những gì mình đã nói rồi. Không thể nhớ được gì. Ta không thể nhớ được gì cả. Nhưng mà lần đầu tiên em cảm giác là em được tương tác với tụi lục phim từ nhỏ. Nghĩa là em định cái cảnh đó, em định roll nó trên test là em sẽ đi hỏi thông tin, nhưng rồi em quên mất. Cũng may là em vẫn đã làm được trong voi của em chỉ như đó thôi. Từ từ em hỏi một việc là anh Linh ơi, cái gì lò anh sao vậy anh Linh ơi? Để em thấy anh chống nạn đi rồi. hồi nãy lúc mà đi vô thì em thấy cái nạn đứng giữa cam, ủa cái gì vậy? Đến lượt mình chơi nhỉ? Đến lượt anh đi.
Thế thì hôm nay, thực ra thì hôm nay mình chơi cũng hơi sướng, kiểu mình cũng đang không khỏe lắm, mới ốm dậy. Nên là cũng như đường thôi, cũng bị mệt đấy. Nhưng mà mình không mệt vì lạnh, mình mệt vì bản thân mình yếu thôi. Còn về cái session hôm nay thì cũng đúng theo ý mọi người là cái phần tương tác ấy thì vui, nhưng có một cái vấn đề đấy là khi mình chơi tuổi đấy mình cảm giác như là mình có thể dành thời gian để làm việc khác tốt hơn đấy. Thì mình cũng nghĩ là nếu như để vào text thì nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên là một cái người bản thân mình ấy, thì mình rất là enjoy cái đoạn đấy. Tuy nhiên nó sẽ làm cho cái mạch chuyện nó sẽ bị chậm lại. Mình đã nghĩ là hôm nay là kiểu Thiện sẽ nói là ui hôm nay buổi hôm nay mọi người chơi chậm vãi, phải đẩy nhanh lên cơ. Ừ, nhưng mà cuối cùng nó lại không phải vậy. Thì mình nghĩ là mấy cái đoạn đấy vẫn, nếu mà nó không làm cho chuyện bị chậm đi thì nó vẫn ok thôi. Buổi hôm nay chơi rất là vui. Vẫn ở mức là không có ý chê bai ai cả. Mọi người đều mình cảm nhận được là đường có vẻ hơi mệt nên là mình cũng không nhận xét gì cả. Nói chung là mình không muốn nhận xét. Hôm nay mọi người đều kiểu rất là chơi rất ok, mình không muốn nói gì. Cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn mình đã chia sẻ. Thiện thấy nói một cái mà mọi người nói đề cập khá nhiều là cái phần đầu của session hôm nay. Thiện đã expect là những cái cảnh đấy nó sẽ kéo dài rồi. Và đúng như nghi của nói, cái session hôm nay Thiện plan đặt kế hoạch là nó là filler, là một cái session để mọi người tương tác với thế giới. Kiểu sau khi Thiện thì hay thật lấy các cái ví dụ từ kiểu phim hay ảnh các thứ, sau một cái cảnh mở đầu hoành tráng, một cái nhiệm vụ thành công bùm chíu, chúng ta sẽ có một cái đoạn chậm lại một tí, chúng ta xây dựng cái thế giới này, cái thế giới mà chúng ta sẽ cùng nhập vai và sống với các nhân vật mình cùng nhau. Thiện muốn là cái thế giới đấy nó sống động một chút, và nó không chỉ có nhiệm vụ mà có thể là có những cái phần đời thường của nhập vai. Thiện nghĩ là những cái cảnh này thì nếu mọi người muốn explore thêm thì đúng là nên vào trong text, sẽ được có thời gian thoải mái hơn. Trong session hôm nay thì có thể là có người cảm thấy cần phải rush thì có thể là cái việc mà vào text nó sẽ giải quyết cái đấy nhiều hơn, và chúng ta sẽ reserve dành thời gian trong session của mình đi cái plot chính nhiều hơn. Nhưng mà cũng đừng không nên cảm thấy là mình phải chạy nhanh qua cái cảnh nào. Nếu Thiện sẽ mở nói lại là nếu mà không ai complain thì vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục. Nếu mà bất kỳ ai cảm thấy là một cái gì đấy đang kéo dài hơn mình mong muốn, có thể nói lên là mình có thể chuyển cảnh khác được không, hoặc là có thể nhắn tin riêng với Thiện, thậm chí là giữa buổi chơi, hoặc là hoàn toàn có thể nhận xét ở cuối buổi như thế này. Nên là nhóm chơi chúng mình, Thiện rất muốn là open, mở về những cái feedback như vậy. Có đường thì Thiện sẽ nhận xét là hôm nay em chơi vẫn rất vui, những cái cảnh em chơi đóng góp rất nhiều cho buổi chơi. Nhưng nếu em cảm thấy bản thân không ổn và không enjoy được cái thời gian đó thì vẫn nên là dành thời gian cho bản thân trước. Anh nghĩ đấy nó cũng là một cái bình thường, có thể là mình mệt, có thể là nó gần như là nhân vật fail đấy, cần thời gian để tự recharge bản thân. Nếu mà cố quá thì cảm thấy là người mình nó mệt mỏi hơn. Những như thế em có thể là báo trước và bọn mình sẽ cùng sắp xếp. Về mọi người khác, Thiện thấy trong buổi này có rất nhiều các khoảnh khắc nó thể hiện rất hay về nhân vật của mọi người, như là cái đoạn mà phay lên nóc, thậm chí là có người của bên tổ chức ới nhưng mà vẫn ở thời gian của tôi để yên. Thiện thích cái khoảnh khắc mà thể hiện ra cả tính nhân vật như vậy. Yuki, Vochi rất hay, ra con chuột
Có thể là Giang và Sún sẽ quay trở lại một thời gian nào đấy. Ôi, thịt tuyệt vời. NPC xuất hiện. Ratatouille. Ratatouille, Gia Huy. Về nhân vật Minh và nhân vật Văn, hiện thấy trong buổi chơi này vẫn hoàn toàn xuất sắc tương tác với thế giới, thể hiện rất rõ cái bản tính của nhân vật mình. Đi nhỉ, nghi đầu tư một đoạn về quạ rất là có gọi là máu lửa. Em không dịch ra được tiếng Việt, em phải thay ra là tiếng Anh luôn. Não em nó không dịch được kịp. Có từ từ tự nhiên đang vừa mới nghĩ đến một cái gì đấy nhưng mà đang lại nó có khác, nó lại lấp đi. Đó đấy, đây chính là cảm giác mà các nhân vật mọi người cảm thấy đấy. Có cái gì đấy nhưng mà nó không nhớ được. Về vật này, mọi người chơi về thế này. Ok, vậy Thiên nghĩ là tạm thời cứ dừng ở đây. Nếu mà có gì Thiện vẫn luôn thể nhắn trong kênh chat chung của mình. Ok, vậy thì buổi chơi của chúng ta đã kết thúc ở đây. Để cho những bạn mà có cần nghỉ ngơi thì sẽ đi nghỉ sớm. Thiện sẽ mọi người là nếu cần offline thì đi nghỉ ngơi thì có thể thoát. Thiện sẽ ngồi đây thêm khoảng 1-2 phút để trả lời câu hỏi gì đấy cho những ai còn sung sức và tò mò. À đúng rồi, Thiện nhớ cái đấy rồi, Thiện nhớ cái cần nói rồi. Đường còn đây không? Đường có thể viết gì đó. Thiện biết. Đường bị câm điếc rồi. Đặt chat đi. Còn anh. Được. Đây. Cái đoạn liên quan đến thiếu úy Dũng. Cái đoạn đấy anh nhận thấy là khi mà anh nói thì em hơi sốc. Anh đã em có ổn không? Ok. Tôi cái... có ổn không? À nào em tắt phần nữa. Thế là có ổn không ấy? Không nữa. Xong rồi nữa. Cái đoạn đấy trong chung là honestly là khi mà mọi người hỏi đấy là ai thì trong đầu anh nó bắt đầu nhảy số à cho một người mà mọi người từng biết đi. Nếu không hoàn toàn là plan, nó là một cái người đặc biệt nào cả. À, tự nhiên mọi người hỏi thì đầu anh nhảy số ra vậy. Có thể là trong cái lúc đấy thì anh quên mất là Đường cần báo trước khi nếu mà có NPC mọi người biết sẽ qua đời hay thế nào đấy. Thì anh muốn check in lại ngay lúc này. Tại sao em copy cái ở trong này, ở trong đốc nó có gạch đầu dòng mà đủ mà rồi mà đi qua đây nó lại không gạch đầu dòng, tức ghê á. Rồi. Nhiều khi biết rồi. Nó không đúng format sẵn ở trong cái taxi này, tức nó vào đấy nó không nhảy luôn. Phải format lại, format đẹp đẽ sẵn rồi. Đúng rồi. Nhiều khi cái gạch đầu dòng của mình không phải gạch đầu dòng đâu mà đấy là trừ mà nó là nha cái... rồi chứ. Ừ đúng rồi đó, đúng rồi. Mệt mỏi. Thế thì vậy là Nghi đã viết tóm tắt của buổi hôm nay đúng không? Không. Không. Thế là em viết cái gì vậy? Em viết nốt ra đấy mà tí hồi em paste vô trong cái ấy, cái này em đã viết từ nãy rồi, em đang format lại đúng không? Ok. Chứ anh nghĩ cái biệt danh kẻ lưu giữ ký ức của em không mà có hả? Em phải có một cái gì đó để lưu giữ lại. Quá uy tín. Quá uy tín. Có thể emoji là bố chi thì wisdom 8 nhưng mà intel của em 18 được anh. Kinh khủng khiếp. Những thông tin này em có thể cứ copy paste lại một lần nữa vào cái kênh riêng của mình nữa. Em biết em tìm. Đang hỏi là có thiếu gì không á, để em biết em thêm vô. Okay. Tại em sợ trí nhớ của em nó phản bội em thôi. Trí nhớ phản bội ký ức. Anh sẽ đọc nốt sau, tại vì hiện tại đang hơi nhiều thứ. Anh nói chung là sau buổi này khi mình off rồi anh sẽ đọc lại và bảo cho em. Người tóm tắt lại người tóm tắt lại buổi session này có ai xung phong không? Trước là Nghi với chuyện Nuni tóm tắt một lần rồi. Có thể là lấy những cái thông tin mà Nghi đã viết này cho người tóm tắt. Thiện có một cái confession nữa cần nói mọi người. Cái nửa đầu buổi chơi Thiện không bấm nút quay. Nên là chúng ta phải quay lại à? Ôi, không. Cái phần đấy chúng ta có thể nói nhẹ là riêng của chúng ta và những người đã ngồi xem trực tiếp ở đây. Nó là bạn phải trả phí mới được xem.
Đúng rồi. Thiện sẽ hỗ trợ tóm tắt lại cái phần đấy, và khi mà lên video thì sẽ đọc tóm tắt, hoặc có thể là cái người tóm tắt nếu mà viết thành văn được thì Thiện đọc luôn cái đấy. Có vẻ là những người xem series này ở trên mạng thì sẽ lỡ mất phần bonding của chúng ta rồi. Em đang nghĩ đến một cái chuyện là thì đây mấy cái vụ filler episode, anh biết gì bắt cười không? Hồi sáng nay, không phải là sáng nay trước, cũng đúng là sáng nay mà. Hồi sáng nay trước khi mà em đi ngủ, em nhắn với Nuni về, em đọc nguyên văn em nhắn với Nuni luôn nè. Tưởng tượng văn phòng thám tử có một cái kiểu filler episode khi mà mọi người giải một cái vụ án vô tri nội bộ nào đó, kiểu ai là người đã ăn hết một cái bánh kem một mình. Em vừa mới kể về cái vụ đó xong, buổi tối filler episode. Em nghĩ là em không phải là Order of Sky, em là School of Divination rồi. Em tiên tri. Em tiên tri. Giống San Lex Citadel. À, đúng rồi. Cái buổi session cuối cùng, session đánh boss của San Lex Citadel, anh cũng không ghi lại nửa buổi. Holy shit. Lúc đấy ngồi configure lại cái mic một tí, xong rồi quên bấm record luôn. Anh có muốn dịch vụ nhắc bấm quay màn hình không? Ok, em sẽ... anh cần dịch vụ đấy. Em có nhiều giấy nốt lắm, em sẽ ghi thẳng một tờ giấy nốt dán lên trên màn hình của em nhé anh thầy mực. Cậu một, em có thể ghi giấy nốt em dán thẳng lên cái fan run đấy. Em dán lên nhớ cái mắt quản tờ đi phải cho em. Không, Phong tóm tắt đến hết mùng 5 tháng. Ok, Sai có thể tóm tắt buổi hôm nay không? Ok. Okay. Em cũng đang nợ 1 tỷ cái tóm tắt cực. Anh lấy. Anh đang ngại nhờ em, tại vì em mới tóm tắt tuần trước chứ gì. Anh nói thật đi để em còn biết em có suy nghĩ lại hay không. Rồi, anh sẽ đọc cái này sau. Vậy thì buổi của chúng ta hôm nay là chính thức kết thúc nhé. Thiện cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Và hy vọng là mọi người có thời gian buổi tối, phần còn lại của buổi tối vui vẻ hoặc là tĩnh dưỡng tùy người. Bye mọi người. Bye. À quên mất, còn một câu cuối cùng rồi, Thiện sẽ off. Cảm ơn mọi người đã đón xem tập này của Văn Phòng Thám Tử Nước Sâu. À, nếu mọi người muốn tiếp tục ủng hộ series này, theo dõi thì subscribe và like để cho cái algorithm của YouTube đẩy video này lên đến được với nhiều người hơn. Mọi người nếu mà chưa vào Discord Funky Dungeon Master thì vào đi để đọc được text roleplay của các bạn, những cái đoạn slice of life, những cái đoạn filler episode mà chúng ta đẩy lên text.